Ủa sao là phải nhắc chứ? Rồi dù dù chị đó không có gửi thì em cũng phải chụp vô để dụ như xem xử lý, hoặc là để đó là một cái việc để nhắc em nhớ luôn á. Chào cả nhà. Nó lên hơi trễ tại vì chỗ em trời mưa. Mát rồi, chị chỉ có cái quạt đây rồi nè. Cái này xịn quá hả? Hôm nay lai túi hiệu không mà. Ủa chị nhận được giày chưa? Đợt này mang dừa không vậy? Trời ơi, em sẽ lên con này đầu lai mở hàng. Hả? Lì. Chào chị Châu Hoàng, chào chị. Chị ngủ sưng mắt luôn rồi mấy chị. Ngủ. Thèm ngủ á. Chào chị Châu Hoàng. Rồi mọi người thấy em chấm bài giùm em với. Hello Trần Kim Yến. Rồi em chia sẻ để bán nhé. Chỗ mấy chị có mưa không? Cái chỗ mình nó lại nó phải hết mưa rồi. Chị em nhận được thông báo nè. Em có ba lô. Hai ví đuôi đỏ. Dạ rồi. Chuẩn. Đấy chưa? Là mấy chị chưa biết chân của mấy chị thôi. Cho đến khi mấy chị biết chân của mấy chị rồi là ok đúng không? Thật ra bên em đâu có đo sai sai lắm đâu. Tại vì đều em đã đều cho. Muốn giày á, em nói này mấy chị, cái lịch nhờ có nghĩa là giờ em trên live, nhưng mà lát em sẽ có một cái bài post. Tuần này em sẽ live túi riêng một tuần luôn. Còn về giày, tuần sau em sẽ live cho mọi người một tuần giày, phụ kiện, dù hoặc là quần áo gì đó là em live một tuần. Tại vì tuần đó em sẽ giày sọc rồi đó. Qua xanh đẹp quá. Dạ. Bởi vì tuần sau em sẽ nhận hàng thanh lý lại của mọi người, thì em cho trong vòng một tuần để mọi người gửi hàng lại. Thì lúc đó em sẽ không bán túi. Để làm gì? Để hàng của mọi người gửi lại nó không bị lộ hàng. Là tuần đó em chỉ có bán giày nè. Rồi em bán những cái đồ linh tinh không liên quan gì tới túi hết. Là tuần sau. Còn riêng tuần này em xác định em sẽ bán túi nguyên một tuần luôn. Đó, để cho nó xong luôn. Không, quần áo là gì? Hai cái kiểu quần đùi, quần sọc vải đó. Thực ra là mục đích mua về chỉ để mặc. Để khui ra để lấy quần mặc thôi đó mọi người. Tại vì em rất là lười đi lựa like với lại đi mua. Nên là mua kiện luôn. Đằng này em cũng phải lấy nó cả mười mấy cái quần. Vì em thích mặc quần đùi. Nói chung là em là bị mông và đùi to nên em chỉ mặc được quần đùi vải thôi. Chơi lớn không? Mua luôn hai kiện. Để làm gì? Vừa lấy với mặc vừa để cho mọi người luôn. Nhận rồi hả? Là tuần sau khi nào em post bài lên là bắt đầu từ ngày đó mọi người sẽ gửi. Thì em cho mọi người trong một vòng một tuần để gửi. Người ta đã nói tuần sau rồi còn nào gửi được. Còn mấy chị muốn mà người ta thanh lý hàng cho mình hay bất cứ một cái gì, mọi người bắt buộc phải theo dõi trang, theo dõi like của em, theo dõi bài post của em. Chứ còn á, mà bây giờ mà biểu em á, mà đi nhắn tin từng người là không có đâu. Tại vì ok, cái này là em đang hỗ trợ tinh thần. Chứ còn thật ra mấy chị hàng em á, giờ em còn bán nó chưa xong mà đây nhiều quá luôn, hàng em về liên tục mà. Mà ok thì ví dụ mình lâu lâu mình làm vậy cho mấy chị có tiền là để mọi người mua tiếp đúng không? Mình xài chán rồi mình đổi, mình là có tiền lại để mình mua tiếp đó, lâu làm cho mọi người. Tính ra gọi là một tuần nhưng mất hai tuần của em lận, tại một tuần để em nhận, một tuần em bán đó. Bí đuôi đỏ hả? Bí đuôi đỏ ok, để lát xong ai chụp cho. Giờ bán luôn, view được rồi bán luôn. Ai chị luôn không em ạ? Chụp đó luôn được, trao đổi đúng rồi. Nên là chứ còn ok, hiểu đúng không? Là tuần sau, là một tuần đó em sẽ không có bán túi. Một tuần em sẽ không bán túi, em bán những mặt hàng không liên quan tới túi. Để làm gì? Mấy chị gửi hàng lại, nó sẽ không bị lộn hàng với hàng đang có của bên em. Thành ra là em đóng hàng hết, em kín lại luôn. Chứ em lộn, sợ lộn lắm. Nên là em mới nói mấy chị cái vụ mà thanh lý nó rất là nhức đầu. Từ từ, con này đẹp lắm nhưng mà đợi xíu. Chia sẻ đi, chấm bài tương tác đi. Giờ tôi ghim bài tôi bán nè. Hôm nay là hiệu đẹp. Mọi người nhìn sơ sơ thôi. Đó là đang ngủ vậy, bụt mắt là chưa có chân kịp. Đó là chân chị chân đại thôi. Thì lúc đó em sẽ nói luôn, nhưng mà cái đợt mua tiền giờ hả? Câu trả lời này hả? Em cũng chưa tìm ra được luôn đây nè. Em chưa tìm ra được, giờ biết làm sao. Rồi, để em ghim bài xong em bán nha. Là tuần sau đó. Tuần sau là mọi người bắt đầu em bán, là mọi người gửi cho em. Còn tuần này từ từ chưa gửi được đâu nhé. Rồi em cảm ơn chị chia sẻ cho em. Chứ tuần này mà gửi lại là không có nhận được, lộn với hàng em mà chết á.
là mấy chị còn hàng đáng chịu. Với lại là em phải nói cách thức như thế nào nữa chứ. Đợi xíu mình ghim bài đã. Chốt đơn luôn rồi hả? À mà chốt luôn cái túi tôi vậy. Mà túi này tôi đẹp mà, lựa đàn đồ lai đâu phải dạng vừa đâu. Biết sao, để cho ghim bài một miếng coi. Lề mề quá. Ok, ưu tiên à. Rồi te te, mấy bài gọi là mấy bài đáng chịu nha, mất mấy đáng chịu á. Trời ơi, người ta phải lập một đội ngũ. Em chưa gì mà em nói với mấy ghẻ chết rồi, ghim lộn rồi con. Em nói với mấy ghẻ em á, cái tuần mà nhận hàng thanh lý á, là em trống trong cái chòi chứ cổng á, ngồi để đợi rồi shipper đến rồi ngồi ký sổ nhận tên của ai của ai của ai. Rồi bán nha, con này siêu đẹp, phẩm 1. Mấy chị đọc cái dòng ghim trước dùm em, hiệu chuẩn si. Hiệu chuẩn si nha, đây là hàng dòng hàng hiệu của hàng Sida nha mọi người nhé. Rồi xíu thì nhắc, tối nay nhắc chị đóng tiền áp nha. Áp áp còn 2 ngày 4 nữa. Ý nhắc đi, My không nhớ đâu. Rồi mấy chị, một cái con này, da của con da này gọi là da cabia. Đó. Mà cái form này là nó form nó hộp nó đẹp sẵn luôn như thế này luôn à. Size này á hả? Chuẩn xác size của nó là bao nhiêu đây? Chuẩn của nó là 17, 18. Con này mọi người đụng vừa tất cả các dòng điện thoại luôn. Đúng không? Chứ còn tính ra em bán hàng em vẫn thích hơn chứ. Trời ơi, đi bán lại của mấy chị trong khi hàng của mình thì cứ bị cất đó. Biết là em bán thì vẫn sẽ phải có thu phần trăm rồi, nhưng mà dù gì nó cũng không bằng mình bán hàng của em đâu. Nhưng mà mình hỗ trợ đó. Mấy chị thấy không? Cháu là cháu ngang luôn. Con này là một cái con phong hộp lót da. Mọi người cốt của nó. Cốt của nó là cốt da như thế này nè. À cốt tem như thế này nè. Chanel ở bên trong nó có logo luôn. Phong dáng không độn phong cũng đã đẹp như thế này. Phụ kiện của con này là vàng được tầm 90% luôn ha. Đeo chéo rất là đẹp ạ. À. Con này lấy chốt giúp em mã 1.800.000. 1.800.000. Đó, da gốc đít đồ còn ok hết luôn. 1.800.000. Không. Con đó là chị chưa có bán đâu. Con đó là mắt vàng để lại chị rồi. 1.800.000. 1.800.000 nhanh nhất của An Nhiên, khách mới khách cũ à. Nói chị từ từ đi trời ơi. Lựa đỏ mà con lựa đỏ đô nữa ít nữa. Đỏ nào mà chả được, có một cây đỏ đô nữa. Cái đồng hồ mới của chị, con đó là tầm mười mấy triệu á. Thật sự đúng không chị? Mấy chị đồng hồ mà mấy chị chơi đồng hồ cơ nha, mà lâu dầu được là mấy chị xài thoải mái luôn. À cũ xì rồi, ok An Nhiên. Em cảm ơn chị Lê Thùy. Nên là em mới nói em bán đồng hồ cơ em ngại lắm. Tại vì mấy chị không thật ra hàng đồng hồ của bên em loại 1. Nói tới đồng hồ bạn lấy mấy cái đồng hồ bán. Đồng hồ loại 1 nhưng mà đồng hồ cơ là mọi người phải lâu dầu. Nhiều chị ngại lâu dầu, không chịu đi lâu dầu. Thế là cứ báo lỗi. Em lười quá, em ghét, em đóng luôn một thùng hàng em để đó em chưa bán. 1.800.000 em hết rồi. Không chị ơi, không có Âu nào có 1.000.000 mấy. Mọi người xác định giúp em nè. Hàng ở bên em bao hàng chuẩn si. Và em không bao authentic nha. Em nói từ ngay đầu like luôn. Không bao Âu. Nhưng mà ở đây cho mấy chị nè, không phải là cái dòng hàng mà hàng fake 3, fake 4 nè. Ít nhất ở bên em cũng là dòng like Âu 1.1 hoặc là hàng dòng phúc super vip. Là mấy chị có mua mới thì nó cũng ít nhất là từ 3-4 triệu trở lên nha. Còn nếu mà cảm thấy mấy chị lăng tăng và sợ, mấy chị không thích dùng những cái dòng hàng này, em vẫn có thể bán những cái dòng hàng da khác. Có thể mọi người thêm những cái like khác giùm em nhé. Đó. Rồi. Ba lô, ai hỏi em có ba lô không, em lên luôn cho mọi người một con ba lô. Ba lô này là ba lô size lớn, nam nữ gì đều xài được luôn. À bạn to. Da của nó là da mộc luôn nè. Có chị ơi, mini nhiều lắm luôn á. Con này là một cái con ba lô da mộc. Cái chất của nó đúng chất LV luôn. Đó. Mọi người thấy hoa của nó không ạ? Hoa hè đối xứng hết qua từng đường may một chỉ luôn nhé. Tất cả các góc đít của nó đang còn ok luôn. Đây là một cái ba lô mọi người có thể mua cho con trai hoặc là mấy chị có thể xài được laptop được ok luôn. Da luôn từ trên này luôn mọi người thấy không ạ? Màu đen, những chỗ màu đen của nó là bằng da. Size ngang của này là 3233. Ca của này là 40 á. Một con ba lô mà size 33 nhưng với 40 là dòng size lớn nha. Em chào chị Hoa Biển Ngàn. Ô con này bị hơi bị lệch đường khóa kéo rồi. Cái dòng LV này bị lệch đường khóa kéo đó. Cái này để em phải sửa lại cái dây khóa kéo lại rồi em bán cho mấy chị nha. Trời nãy nó khóa kéo lại nó cũng lệch đó. Xin lên hộp màu đen không ạ? Dạ có, xin lên hộp màu đen có. Rồi, em lên cho mọi người một con hơi mẹ. Nãy kéo khóa hơi cũng không báo chị luôn. Một con
Hermès màu đen. Mấy chị nè, form dáng của nó cỡ này nè mấy chị. Em cho mọi người xem chất da này, kỹ luôn ha. Đây là một cái con bản Hermès màu đen mà gần như gọi là hoàn hảo á. Quai hàng của nó còn đẹp và đứng khực như thế này luôn. Phụ kiện dây xích hư dây kéo. Độ hư dây kéo mà không cất ra qua để sửa mà đem lên cho chị. Là chồng chị là em. Hermès Paris. Mọi người nhìn nè, chỗ đây của nó này. Phụ kiện sáng chói luôn ha. Hàng thì em sẽ lai rất là chậm nhé. Cái hàng này mà lai nhanh là mệt lắm. Không biết nó lỗi phải gì không nữa. Rồi. Con này hơi bị dé luôn, em cho chịu hàng bo. Nghĩ sao còn ổ vài chì luôn quý vị ơi. Lót hàng da toàn bộ bên trong luôn mấy chị ạ. Một cái form của nó quá đẹp nhé. Hàng sim như vậy là độ mới được đánh giá trên 90% luôn rồi đó mấy chị. Tất cả góc đang còn ok luôn. Hả? Là sao nhắn tin không được là sao? Kênh quyết vô. Chị đang like rồi, chị sao sự máy cho em được nè. Không được đúng không ạ? Kênh quyết đi. Cho anh ơi, sửa cái máy cho em. Đợi chứ mọi người đang bị trục trặc kỹ thuật. Size ngang của này là size 30. 30, 32 thôi. Rồi, một con Hermès Paris made in France đẹp như thế này. Em báo độ mới cao, bán cho mọi người 1,6 triệu. Còn ổ và chìa luôn, mã 1,6 triệu giúp em. Tính là chiều nay không có like. Tính là chiều nay không có like á mấy chị. Vì đau họng quá. Cui dù ra coi đi. Dù đẹp lắm. Qua tuần em mới bán dù tiếp. Ác bị lỗi sao? 1,6 triệu, mã 1,6 triệu. Em có một cái đồng hồ quét này nè. Mới về hôm nay được có một cái này nè. Đợi xíu cho mấy chị cho bé nó ấy cái app đã. Em like một cái hai ba cái đồng hồ một chút. Không, phải chụp luôn. Hàng hiệu có một cái mà sao chụp sau được. Nó đâu phải là ấy đâu mà em đâu chụp sau. Như hàng da chị la nhanh đâu mà chụp sau. Con này là vừa vòng tay của tầm 15-16 độ lại. Dạ không ạ, em đang like hàng hiệu nên không có đâu ạ. Con này là một dòng web hàng chính hãng của Mỹ luôn nhé. Vòng tay 15-15.5 độ lại là mọi người mang vừa luôn. Con này độ mới của nó phải trên 90% luôn á mọi người nhé. Cho mọi người xem nè. West. Con này là kiểu sang sang á. Để em đo mặt cho. Chụp luôn em. Size này size 20. Mặt của nó size 20 ạ. Con này là mọi người mua với giá của nó là 1,1 triệu nhé. Đồng hồ 1,1 triệu ạ. Hàng West. Máy đang chạy luôn. Đồng hồ 2 kim. Mọi người thấy mặt ẩn sờ cừu nhìn đẹp không? Không nhắn tin được thì bây giờ. Chị An Nhiên có gì chấm bài vô giùm em một chút nha. Lãnh quyết kia là sao? Áp ăn lỗi gì? West luôn, máy chính hãng luôn. 1,1 triệu của chị Hiền Nguyễn, ok chị. Trời ơi, con này là về không cần cắt dây luôn đâu. Không cần phải cắt dây luôn á. 1,1 triệu ạ, của chị Hiền Nguyễn. Sao không được à? Chị gỡ thôi. Chạnh đâu rồi? Đợi chú mấy chị. Ad bị lỗi à? In đi được mà không nhắn tin được à? Của em in qua nó không ra đâu à? Nhắn tin qua hôm qua đâu à? À vậy mấy chị, giờ hiện tại á mạng nó đang bị trục trặc á. Mấy chị nào có đơn mọi người nhắn chấm bài giùm em. 1,1 triệu em hết rồi chị Nguyễn Hằng ơi. Hello. Chị Thu Nguyễn sao luôn là đồng hồ con cái thôi. Đồng hồ bảo hành cho mấy chị trong vòng, có nghĩa là 2-3 ngày mọi người nhận hàng. Trong vòng 1 tuần không chạy thì đổi chứ. Còn mấy chị mang ai mà bảo hành suốt đời được đâu. Bảo hành ở đây là gì? Bảo hành bao máy chạy cho mọi người khi mọi người nhận hàng. Trong vòng 1 tuần, ít nhất trong vòng 1 tuần là bao cho mọi người máy chạy. Còn bây giờ bảo hành kiểu gì nữa mấy chị? Kể cả mọi người mua hàng mới không vậy à? Em ở đây em bao hàng chứ. Đâu bán cái bỏ cho mọi người đâu. Bỏ con gì chợ đâu, bán chữ mấy mà bỏ con gì chợ chết à. Đồng hồ Chanel Gucci ít lắm. Em có một cái Chanel mà chị em lấy mất tiêu rồi. Được không? Vậy mấy chị yêu có đơn nhắn tin giùm em nha. Không được thì nhờ mấy chị nhắn tin. Chốt của chị Hiền nè. Trời ơi tự nhiên nó bị nó sao không nhắn tin được, cái là nó lông côn liền à. Nó bị nhão á. Em có một cái đồng hồ này nè. Thì em phải tìm cách nha. Em phải sờ tên khách em nhắn vô như thế nào nha. Em có một cái đồng hồ đây. Chưa cái nhựa vàng chưa.
con này silicone, con này là gu của em rồi mẹ ơi. Mặt của nó mặc size được luôn này. Con này size mặc to lắm nha. Size mặc của nó 40 luôn, gu của em đó mọi người, size mặc to như thế này nè. Con này là thương hiệu của nó là hiệu của Love Joy gì đó. Ừ, chứ mãi mới được không ngờ nhanh nữa chứ. Mặt của nó xoay được như thế này luôn ạ. Dòng của nó dòng silicone á, dây của nó dây silicone. Dây còn nguyên bản luôn. Em đang ngậm kẹo đau họng nên mọi người thông cảm nha, chứ không phải là vừa ăn vừa nói chuyện đâu. Dây sạch sẽ mới luôn. Con này là hàng hãng luôn nha mọi người. Nó sẽ có một cái phần cầu lồ như thế này để mọi người nhìn được ngày tháng luôn nè. Chị Nguyễn nhắn tin giùm bé với. Ám nó đang bị lỗi không nhắn tin được cho khách trước. Rồi con này em bán cho mọi người với giá của nó là 500 nhé, mã 500. Chấm 1 chấm giùm em. Nè, mấy đồng hồ này dễ thương lắm. Về được lô 4 cái, 4 5 cái vậy nè. Con này em đang thích rồi. 500k mà 500. Á không nhắn tin được giờ bé cũng nó tìm khách không? Anh xử lý giờ anh được chậm. Chị nó chậm rì à. 500 của Lê à, của chị Lê Thùy rồi, Tiên Thùy sao? Rồi, giờ cho nhanh nha chứ. Của chị Lê Thùy. Tiên Thùy ấy xong rồi. Rồi lại xem kẻ nha. Trời ơi. LV Nam này mà ai mà chốt là. Vậy được. Con này em đang thích quá. Cái thương hiệu này mọi người có thể search được nè. Hiệu của Lollipop. Lollipop ạ. Nó dòng hàng mấy Nhật á mọi người, dây silicone luôn. Đẹp lắm em ạ. Tắt ra vào lại hả? Tắt ra. 500 là con đồng hồ nè. Cái app bị lỗi á, không nhắn tin được cho khách, đang nhờ khách nhắn tin lại đây. Con này là mặt size 30. Mặt size 30, em tắt ra vô lại thử biết. Mặt size 30 luôn. Cái này đồng hồ pin mọi người dễ xài lắm. Đồng hồ cơ là bữa nay em sẽ like một riêng một cái like đồng hồ cơ. Lúc đó mọi người á, mọi người sẽ xem cái like đó mọi người chốt là những ai mà chấp nhận lâu dầu hoặc là mọi người chơi được đồng hồ cơ mọi người chốt. Con này siêu đẹp luôn ạ. Cái dòng hàng hiệu của cái dòng mà gọi là mèo nè, nó có cái thương hiệu của cái dòng mèo luôn á. Con này em bán cho mọi người là 590 nhé, 590. Cách lỗi không? Rồi thôi anh xử chút đơn hai bạn đi. Rồi, em lên cho mọi người một con LV chất liệu da tâm. Em nói độ mới của một cái con LV này. Viền của nó là viền da mộc luôn mọi người. Đó, con chéo nam này siêu đẹp ạ. 590 nhanh nhất là của chị Thư rồi. Mộng cầm sau đây thì sau. Sang ngang cũng này là 30, cao của nó là 25-26. Không, triệu mốt nói chị là em miễn ship. Chị Hiền chị kia kêu cùng chị cộng ship luôn rồi chứ. Da lộ của nó luôn đây ạ. 590 em hết rồi, có một cái à. Mọi người sao hết ạ. Đây, mọi người hàng si mà túi si mà như vậy là độ mới rất là cao rồi nhé. Cái cốt của nó nằm ở trong góc này luôn mọi người. Cốt của nó nằm ở trong góc này luôn. Hả? Thấy chưa, tự nhiên lắm, có giờ tục view hẳn. Con này em bán cho mọi người giá của nó là 1.580.000 ạ. Mã 1580. Mã 1580 luôn giùm em. 1.580.000. Chị nói ra gì nhắn tin gì kìa, anh vô trả lời chị thích. 1.580.000 được. 590 chú chị Thư. 1.580.000 luôn giùm em ạ. Một con chéo nam. Bạn này bạn chéo nam hộp á mọi người. Nam đây đẹp hơn nữ nhé. 1.580.000, mã 1580 giúp em. Hello chị Jessica Trang Trần, hôm nay em lấy hiệu. Con này 590 nè, em cầm cái nào vậy? Chị vừa nhắn tin luôn á. Hệ thống đâu nó bị lỗi à? Hay sao vậy? Cái app tin nhắn của Facebook đang bị lỗi chứ không phải là trong này bị lỗi đâu. Anh xem này được chưa? Em thấy này, nó tin nhắn nó nổi đây nè. 1.580.000 ạ. Con xám cạnh con trắng đâu sao rồi, rồi xíu. Em còn một cái đồng hồ này nữa nè. Trời ơi em thích cái này nữa. Sao em bị mê nhiều cái ghê. Nhưng mà con này á hở nó. Nó là thương hiệu của Disney á. Hàng chính hãng của Disney luôn. Mà dây của nó xài, mọi người xài nó sẽ có như thế này mọi người. Sẽ có vết bình thường nhé. Màu hồng. Nó làm nhái theo cái form của thằng. Phải. Cái form nó giống chứ không phải là nhái của thằng Franco vậy đó. Bán cho mọi người cho con gái đeo nè. Hàng hiệu của Disney nhé. 350. Mở 350. Nhớ được chưa? Nhớ đúng không? Tin nhắn hôm qua hả?
giờ chốt hàng trong tin nhắn, mà tin nhắn hôm qua giờ sao bán ta? À, chị Lê Thùy trước, à quan chuyện Tiên Thùy, chị Lê Thùy sau rồi, Tiên Thùy trước, Lê Thùy sau rồi. Mặt con chảy xước gì đâu nha. Em like cho mọi người một con túi này cũng miêu miêu, size 20, em cho mấy chị xem nè, toàn bộ là bằng da hết luôn ạ. Miêu miêu ạ. Đây đây đây, ta đang like đồng hồ mà lấy túi bỏ xuống. Phải để một cái điện thoại xem chị like để biết là chị like cái nào. Một con miêu miêu mà đeo chéo nha. Bản này mấy chị nè, con này mọi người lấy chú em ạ, 1,5 triệu. 1,5 triệu. Miu Miu đeo chéo, size là size 19-20, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại luôn. Lót da rất là đẹp mấy chị. Dòng này bản lót da của nó này, nó là màu nhũ bạc á, ở bên trong đẹp lắm. Lót sạch sẽ luôn nha. Tính ra là con này như vậy là độ mới cao luôn á. Đó, Miu Miu 1,500,000. Ok của chị Hậu Trần. Hậu Trần khách cũ khách mới của em ạ. Má lại em một phát. À chân kệ từ từ đi mọi người, ta xem kệ đi cho nó vui này cái đã. Mới vô nó đang bị khớp cái phần, cái là em đang quấy quéo rồi. Tại vì là em vừa bị chị Lê Thùy con này. Không ạ, hôm nay em lai hiệu không có da mộc đâu nha. Kinh ô bây giờ làm sao rồi trời ơi. Tôi là tôi mê bà này quá luôn rồi đó nha. Một con hiệu của Toribus mà bằng da mộc mà màu như thế này ạ, phối với lại chất bố. Ở góc người ta xài rồi nó sẽ có một cái vết dơ như thế này bình thường nha mọi người. Hàng theo dòng hàng chủ sinh nè. Cũ rít rồi đúng không? Ok. Xin lỗi. Nói chuyện cũ rít một phát là biết. Là biết là khách của tôi rồi. Toribus lót da. Lót luôn. Trời ơi, chéo mà chéo vầy thôi, đỉnh của chóp luôn ạ. Size này size 20, phụ kiện của con này cho mọi người thấy nè, độ mới cao luôn. Con này em bán cho mọi người với giá của nó là 1,7 triệu cho Toribus nha. 1,7 triệu cho Toribus. Màu chỗ đây đẹp luôn mọi người này, chỉ có những cái góc này nó sẽ có vết thâm một chút xíu. Cái túi mình xài mình hay để như thế này á. 1,7 triệu, mã 1,7 triệu luôn giùm em ạ. Mã 1,7 triệu. Mọi người chấm bài giúp em nha, em cảm ơn. Một triệu bảy. Bài nó đẹp mà. Đi chỗ này cho nó chị để chân lên. Rồi em lên cho mọi người một bản Fendi Roma. Mấy chị xem da nó cỡ này nè. Con này là chị nào mà công sở nha, em nói chốt là nhức nách luôn. Da của nó phải dày cỡ này nè. Có thể mấy chị em cho mọi người xem màu trắng mà cực kỳ sạch sẽ không. Qua bản của nó sẽ là bản qua dày đeo vai. Hello chị Thi Phạm. Đồng hồ à, bây giờ em chỉ còn chủ yếu đồng hồ cơ thôi. 1,7 triệu của chị Lê Thùy. Mọi người sẽ đeo vai được như thế này ạ. Đây là một cái bản gọi là bản công sở phong hộp. Mọi người nhìn nè, cái viền da của nó mà dày xúc như thế này nè mấy chị. Hello chị Trang. Em nói độ mới rất là cao ạ. Ở ngoài da cao lắm nhưng mà ở bên trong lót này mấy chị. À, cái này không phải là lỗi đâu. Trời ơi, đây nè. Nó có cho mình thêm một cái clip da ở bên trong nữa. Mấy chị thấy không ạ? Một cái clip da của Fendi ở bên trong. Nhưng mà để lâu á thì cái phần màu đen á nó bị ám một cái lót đó mọi người. Vì để trong cấn trong kiện á, nên là cái lót này nó bị, cái màu đen nó bị ống vào trong lót. Mọi người thấy màu lót của nó bị dính cái màu đen thấy không? Của cái túi da thôi. Còn em bao cho mấy chị ở ngoài siêu sạch sẽ. Form này không cần độ á, vì da nó rất là dày. Khóa của nó khóa Fendi hết luôn. Sang túi này sang túi 30. Nè, trời ơi. Cốt của nó nằm ở đây. Chỗ tay em chỉ luôn. Bó. Cái quai hàng siêu dày luôn á. Da dày lắm. Ngang của nó chuẩn 30-32 á. Cao của nó 25-26. Con này em bán cho mọi người giá 1,750 luôn giúp em. 1,750. Màu đẹp ghê. Ôi ba lô MCM mà đợt này có màu đỏ cam da thật luôn. Một con ba lô MCM màu đỏ cam da thật. Màu đỏ cam da thật. Phụ kiện con này vàng mới luôn nha mọi người. Vàng mới luôn. Lót da ở bên trong luôn. Lót da ở bên trong luôn.
Trời ơi, sao phải đổ báo. Hàng bên trong này mấy chị. MCM ạ. Ba lô MCM này bán cho một người giá của nó là 1,5 triệu nha. Đã 1,5 triệu. Ba lô da thật trước sau luôn. Đó. Con này mọi người mua cho con gái được. Đẹp. Màu để màu đỏ cam. Size này là size bao nhiêu? Nãy đo chưa ta? Size ngang 30. Cao của nó là 32. 1,5 triệu ạ. Mã 1,5 triệu. Ba lô MCM da thật của Dung Nguyễn. Ok. Con này da thật luôn. Đưa lại cho chị con trắng chị Trương này. Ok. Một triệu rưỡi của Dung Nguyễn rồi. Rồi mọi người chấm bài giùm em với. Em mà like mà nó bị trục chặt là em sẽ khó like lắm. Kiểu bị sượng á. Like chốt nó không có được mượt. Đã vậy rồi vô gặp cái ba lô hư dây kéo. Độn form thấy hư dây kéo cũng bỏ lại cho chị Lan là sao? Cái ba lô LV độn form mày thấy hư dây kéo bỏ ra chứ? Là mình chưa làm, mình đã độn form, mình sẽ có sự chuẩn bị. Màu đẹp nữa, độ mới cao nha. Con này là một con hobo. Hobo mà size 30 nha. Phong cách này là cực kỳ chất luôn. Nó sẽ là một người có thể đeo chéo như thế này nè. Hoặc là mọi người đeo hai vai gì được luôn. Đó. Bản sức của nó là bản hai màu. Bản sức bản hai màu. Nha. Từ đích nè. Phụ kiện của con này mới luôn. Xay ngang của nó 27-28. Ca của nó 20. Hello My Nguyễn. Ủa bữa giờ có xem online không? Hay là hôm nay em mới thấy chị My? Lót hàng của nó đây mấy chị, siêu mới luôn. Sạch sẽ ạ. Con này 1550 giùm em ha. Cái cốt của nó nằm ở đây luôn mọi người thấy không? Cốt của nó nằm ở đây luôn ạ. 1550. Mã 1550. Hôm nay em like 2k luôn, tối không có like nữa. 1,550. Chiều là tính không like rồi, do đang đăng đau họng quá, với lại trời nó mưa á. 1550. Cái xong lo ngủ. Ngủ mà một chập cũng không chịu nổi, cũng tự dậy. Phải đi làm thôi mọi người, không thể không cho phép mình nghỉ nữa. Chị Thư rồi, trời ơi bút kép nè. Ôi ôi em thích cái hàng này lắm luôn. Bút kép và bút kép Gucci mà dòng da này mọi người bóp nè, đã không? Nó là cái form của nó rất là dễ thương luôn. Cái form này mọi người nè, mọi người xách tay được, mọi người đeo chéo được luôn giúp em ha. Xách tay đeo chéo được luôn ạ. Phụ kiện của nó còn đang rất là mới. Ngày nào cũng xem à. Mà bữa giờ không thấy hay sao á. Anh này nghĩ sao anh đụng báo cho em vậy? Đi rồi chứ. Cái lót nó sẽ có một cái vết mực ở đây nha mọi người. Đi rồi chị ơi, ba túi của chị đi là đi vậy. Hàng của chị Hương Võ là ba túi chắc đi từ hôm qua rồi chứ không em. Cái dòng da của nó là dòng da nhím. Qua hôm nay gì báo giúp chị kìa. 1550 em hết rồi chị Tuyết Nguyễn ơi. Đây, nó có tem của Gucci đây luôn cho mọi người nhé. Đây là một mọi người nhìn nè. Dòng da của nó là dòng da mềm. Cái dòng Gucci này nó thường là sẽ có cái dòng da cứng. Là kiểu là cái form của nó đứng hơn, nhưng mà mọi người xài những cái da lại không bền thôi. Còn con này mấy chị, tính ứng dụng của nó rất là cao. Đây này em không độn form mà form nó còn đẹp được như thế này nè. Con này mọi người chốt giúp em mã 1,7 triệu. Không mua được cũng lên xe mà, mặc 1,7 triệu. Thích mua hiệu mà được mua dễ là mua vào buổi chiều. Tại vì thường thường là khách buổi chiều ít xem được. Buổi tối thì mọi người có thời gian xem hơn. 1,700 triệu, size này có size 20 thôi. Nguyên bản luôn, dây cùng màu hết luôn nha. Mới nhận được mấy cái túi nhỏ của em à. À là chị Nga Phạm là mua đơn da đúng không? Size 20-22. Bút két đó, 1,7 triệu. Con này là cái form nó xách tay đeo chéo thì ok hết luôn á nha. 1,700 triệu, đáng lại là phải dẹp cá sấu luôn cho tôi nè, trời ơi. Của Nguyên Nguyễn, khách cũ hay khách mới hả? Lai hiệu mà để cá sấu là không hợp rồi. Nina, thùng giấy 140k, có chị nêu trắng không ạ? À, nói bữa trước là cần cái đánh làm cái thời trang.
Đi Na Nguyễn sau rồi, con chịu 7 đẹp muốn chết. Trời ơi, trống LV phải trống này chứ. Màu màu phải lên mực cỡ này, con này siêu đẹp luôn. Thùng giấy 140 luôn hả? Size này size 18 rồi đó. K của nó K 14. À, mọi người, em có mua cái bông tẩy trang. Em để cho một cái thùng hàng, nó nằm ở phía dưới. Em chưa kịp lấy ra. Chồng em tưởng là bao độ hàng, chồng em đã gói hàng cho một chị nào một cái túi hiệu. Chị nào mà thấy bông tẩy trang thì lấy xài luôn nha, đừng có dục nha. Mới mua chưa kịp xài luôn á. Nè, có con Chanel trắng nè, 1950 nè. Rồi cái hộp đợi em một chút xíu. Trời ơi, tôi chưa kịp xài luôn. Tôi hỏi đó kia là anh tưởng bao độ anh đi, anh để, anh thấy nó êm êm, anh để túi vô luôn rồi. Trời ơi, chắc tôi chết mất. Làm giờ phải đi mua lại bông tẩy trang mới. Mấy chị ơi, cái cốt của nó này, cái màu của con mật ong này quá đẹp luôn nhé. Con này lấy chốt em mã 1,6 triệu nè. Tầm này mà tìm ra mấy cái form này, màu này là nó rất ít luôn. Đẹp không? 1,6 triệu. Size này size 18, được vừa tất cả các dòng điện thoại luôn. Quan trọng là cái màu lên mật ong của nó đẹp. 1,6 triệu trăm trần. Nhìn nè, phê không? Tầm này mà LV màu lên mật đều như vậy là hơi ít. Rồi hộp này, tôi xin cái hộp này luôn. Ui da. Giờ này bé Ánh nghỉ. My chút đơn. My nó còn chưa có quạt rằm. Trên cái cổng là em đã không ưng rồi. Gà non rồi, gà mới mà. Người ta mấy con này người ta trưng mặt tiền ra. Bà vú vô. Em có một con cốt LV. Hả? Trời, túi hiệu mà chụp kiểu đó thì tao nói tao xả đó, tao mà mua là tao xả cái túi đó. Nghĩ sao cái túi người ta mua 1,6 triệu mà em chụp vậy thôi chứ người ta xả hàng đúng rồi. Lớn ngớ gì? Tao lai hiện tao lai chậm rì đây mà còn lớn ngớ nữa. Con túi cá sấu nào chị, bây giờ một bãi luôn. Vậy chị thích con nào thì chị em lên con đó chứ giờ em bị em lên hết vàng đó em lười lắm. Thiệt không, lai hiệu là mọi người thấy em lai mà nhây luôn á. Bị nghĩ sao vậy? Nó cái app bị lỗi hả? Lên con xám trên cao giúp chị hả? Con xám nào ta? Ủa, có con xám mà ta? Cái thứ ba em à? Cái có cái quai lên cái gì? Rồi đợi xíu. Đợi xíu nha. Thiệt chụp xấu luôn á. Mà thôi, quan trọng là nhận hàng cũng đẹp được rồi. Ở đây ví dụ như khách cũ mấy chị thông cảm chứ khách mới người ta nhìn người ta sẵn hồn người ta chạy hết chứ sao? Rồi ok. Trời ơi, cái túi trống để bẹp lép để nằm trên đất nó chụp gì. Mấy chị yêu, chiều nay hoặc từ vào tối nay mấy chị mà chốt hàng, mọi người vui lòng vào nhắn tin trước giùm em một cái alo nha, tại vì app nó sẽ bị lỗi trong vòng 24 giờ. Chán dễ sợ luôn. Đó, chụp như vậy là đẹp luôn. Cốt của nó nằm ở trong này. Cốt đỏ. Nó có mấy cái vết màu đen đen, đen sẽ lau cho mọi người nhé. Giống như kiểu đường viền keo. Riêng về phụ kiện của LV thì mọi người nó sẽ có cái việc vậy trầy xước nhé. Đó, người ta xài rồi nó có vết trầy xước. Ôi, con này xinh quá, hai mặt luôn á. Bạn này bạn VIP đó nha, 1,9 triệu, mã 1,9 triệu. Mã 1,9 triệu luôn giùm em. 1,900,000, mã 1,9 triệu. Con này à? 1,9 triệu, mã 1,9 triệu. Chứ sao này không dựng chụp nữa, cho nó nằm hết luôn rồi. 1,9 triệu của chị Trần Minh Anh. Chứ mình mua cái app để mục đích là để chat với khách hàng mà bây giờ nó không cho chat nữa thì thôi chứ. Trời ơi, cái app vậy in view không thì thôi chứ. Mỗi tác dụng gì. Ồ, đứa này cũng in view mà chả được, bây giờ tự nhiên nó kêu là không được chat với khách hàng thì thôi chứ. Mình xài chỉ cái app đó luôn. Cha Pellet. Con này là 1,8 triệu. 1,9 triệu vừa bị à. Ok.
Con này mọi người vừa đeo vai vừa đeo chéo luôn. Nhìn hai em cá sấu này là thấy cưng xỉu rồi đó. Chị Loan là ghiền chè nồi à, ghiền LV đúng không? Con này là 1,8 triệu, size 25. Cá sấu này gọi là cá sấu gù dòng cổ nha mọi người nhé. Đó, size 25. 25 đến 26. Mã 1,8 triệu giúp em. Mã này giá tiền. Các bác ơi, các bác à. Áp gì dày thì thôi chứ. Tôi lấy hiệu mà áp dày thì thôi chứ. Rồi, tôi có cho mấy bạn một bạn LV nữa nè, size nhỏ hơn cả con đó nữa luôn. Cái lô này là em nói mấy chị để ý nha, mọi người sẽ mua sẽ có trống. Có trống nhưng mà gọi là trống mà mini nhỏ xíu như vậy rất là ít luôn. Đó, cái này em về hàng hiệu giá cao á. À nếu mà chị lấy chị chốt giúp em mã 1,8 triệu. Rồi bên em sẽ chốt đơn cho mình ạ. À, chị xài được dòng cá sấu mộc không? Cá sấu mộc nó sẽ kiểu dòng cá sấu thô á. Đợi xíu em test điện thoại cho nha. Size này size nhỏ nhất luôn. Đây mọi người nhìn nè. Có bao tử LV không ạ? À? Em có ba lô LV bao tử. Nhìn đúng luôn mọi người, nhìn đúng với chất da luôn giùm em nhé. Đợi xíu em test cho. 1,8 triệu với chị Châu Hoàng. Dạ ok chị. Con này đang là đẹp nè. Tự nhiên em like cái con này em lại nổi da gà. Cho chị cứ mượn cái điện thoại, anh mượn cái điện thoại của lớp của anh đi. Em thử đi. Nè, đúng dòng cổ luôn, cốt của nó là phải này nha, cốt này nè. Đưa mượn cái pro của anh đi. Cá xấu thật chị ạ. Dập mà sao ra đấy. Đưa mượn điện thoại cái, nhanh nhanh. Thử cái này. Túi trống hả? Trời ơi, tôi bỏ dừa luôn đó mọi người. Thấy chưa? Tôi bỏ dừa nhưng mà là dừa thôi. Chứ còn không có đẹp đâu. Đó, đầu tiên thì lấy đúng không? Ok, 1,6 triệu. Trống cổ đó nha. Là dừa nhưng mà mọi người hơi bị tức. Còn như điện thoại của em đây. Điện thoại của em là dòng thường. Trời ơi, nó một cái rột cổ luôn. Ôi ôi, sao mà em cưng quá đi em ơi. Nhìn hoa nè. Con này mọi người check giùm em đi. Có thể check được đất đi check Âu á. Con này nè. Con này nó còn ghê hơn con kia nữa. Cá sấu thật á chị yêu ơi. Trời ơi, em đang ở đây. Hàng cá sấu thật hết á. Chụp cái này cho ai vậy em ta? Kim Ngân. Ờ, Kim Ngô chứ. LV. Có búp rồi chị, có búp rồi. Nó thấy không? À, không, em nói như thế này nè. Riêng về cái dòng cá sấu mộc bao lỗi chứ không bao cho mấy chị chơi độ mới. Tại vì mọi người nghe chữ mộc không? Đó. Mọi chị nghe được chữ mộc không? Đây này, em cho chị xem lại cái con cá sấu này đi. Để chị xem lại nè. Ôi, bản này đẹp quá. Cái form của nó về hộp mà. Phụ kiện nó vàng khè luôn. Nhìn cái màu da của con này đều chưa mấy chị? Nè, cái đường chỉ của nó con này là dày nè, bản dày. Từ từ để em cho em xem hàng cái nè. Ờ, độ này về con này mấy con này nè. Cốt nằm sau luôn, em bán cái này 1,8 triệu á. Cốt mà cốt sau là dòng cốt VIP đó nha mọi người. Thường thường những cái bản LV này nó sẽ nằm cốt nằm ở bên trong. Size 25 chuẩn nha, LV Mestiz. Cháu luôn đi mọi người, cháu hoa luôn. Không lỗi lầm hết, ngang như thế này, phong hộp. Gucci 1,9 triệu em hết rồi. Đó, phong hộp luôn ạ, 1,8 triệu, mã 1,8 triệu. Con này con cá sấu thì chị cho chị xem lại. 1,8 triệu, mã 1,8 triệu luôn giúp em. LV Mestiz. Đó, cốt phía sau luôn. Ok, của chị cỏ ba lá. Nè, dây của nó dây lọt lòng luôn ở bên trong nè mọi người. Con này siêu đẹp nha. Cái form vậy mang. Đây nè chị ơi, cá sấu thật nè. Đúng rồi. Mấy chị biết sao không? Ok chị, em lên mã rồi. Mạng chậm quá nhỉ. Mạng chậm hay là vì mấy chị suy nghĩ nên là nó bị lâu. Hàng cá sấu mộc như thế này mấy chị ơi, màu của nó là màu mộc như vậy. Bây giờ mấy chị hỏi em mới không, làm sao em báo cho mấy chị được đâu ạ. Size 25. Đó,
Có cô chị ơi, hàng dày luôn rồi, với em là cá sấu dày siêu mới rồi. Nhưng mà nếu mấy chị mà chưa xài được dòng này thì nó rất là hơi khó chơi á nha. Chứ trời ơi, đứt gốc rồi còn như vậy luôn mà. Em nói rõ rồi, cá sấu mọc và cá sấu thô người ta sẽ không có xử lý da, người ta để luôn da tự nhiên. Đó, người ta chỉ chủ yếu là người ta tách mùi, người ta làm không mùi. Được rồi hả? Ok chị. Prada có luôn. Nói một phát, ui, Prada nam. Em thấy ok chị ạ. À? Đeo chế được không là con nào ạ? À? Con cá sấu hả? Con cá sấu đeo chế được chứ. Anh nói sao? Tiếp nha, Burberry. Đeo chéo cá sấu hả? Cá sấu là vừa đeo vai vừa đeo chéo. Trời ơi, Michael Kors. Nhìn da nè mọi người, thiệt luôn á. Cho hai anh em mới làm là ta giận dễ sợ luôn. Độn cái phân túi không độn ra được cho chị luôn. Em nói sao? Chị được rồi. Đâu em cho. Cá sấu có người chốt rồi chị ạ. À. Em lên cho mọi người một con hàng hiệu của em K á. Chị coi cái hình thật đây. Vừa chụp cái túi cá sấu sao? Có rồi. Chị Châu Hoàng chị chốt mà. Nó có cho mình một cái dây đeo chéo luôn nha mọi người. Dạ cá sấu có khách chốt rồi chị ạ. À. À. Nó có em cây hết luôn nha. Lùng. Ủa lùng liên quan gì? Lùng mà lùng không được bán ăn đẹp à? Em cây à, nó có luôn cả cái tác luôn. Cái bản chất da của con này đang bị nhăn nè. Đáng lẽ là người ta độn á, người ta độn là phải độn cho nó căng lên. Đây là độn chị không có căng gì hết. Đồng thông cảm, đây gọi là lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật từ phía độn nha mọi người. Xe ngang 30, ca của nó 25. Con này hiện tại là cái dây đang không nguyên bản. Em bán cho mọi người 1 triệu 3 thôi, mã 1 triệu 3. 1 triệu 300k, mã 1 triệu 3. Chu cha, lâu lắm rồi gặp lại con này. Hai anh em nhà này chắc ta phải lôi ra ta đập hết quá. Độn phân mà không có. Của chị Thế Y Phạm. Khách mới chuyển khoản hoặc cọc giúp em đi hàng được không chị? Cái này thì chốt chứ còn gì nữa đúng không? Hệ chơi dông công sở chờ nồi này thì bỏ qua sao được mọi người. Xe ngang 34-35, cao của nó 25 nhé. Ngang 34-35, cao 25. Da của nó là da caviar. Mà da của con này đang còn độ đàn hồi ép mềm á. Rồi phụ kiện xích này mấy chị, nó còn màu vàng nha. Nhưng ví dụ như đôi chỗ, những cái chỗ mà cọ sát thì nó sẽ có vết màu xuống màu trắng một chút xíu là bình thường ha. Hàng xe dạ. Ok chị, từ từ chuyển khoản. Chị vào chị nhắn tin trước giùm em với ạ. Chị vào chị nhắn tin trước giùm em để cho bé chụp hình gửi qua đã, rồi mình hẳn chuyển khoản nha. Đừng chuyển khoản trước giúp em ha. Em nói chị còn không nghe nè, la lên. Đang đói họng mà. Tối cho Yến la. Lót của nó. Ủa chứ gì nữa? Chứ chị đói họng mà hai tụi bay bắt cỡ, tụi bay không dám la cho chị là sao? Ok. Đó, cốt nó nằm ở đây. Dạ rồi, ok chị. Nha, cái form của nó sẽ như thế này nè mọi người. Con này em bán với giá của nó là 2 triệu 2. Chanel đeo vai form hộp ạ. Đó, 2 triệu 2 giùm em. Mã 2 triệu 2. Rồi nghe chưa? Thiệt cái con kia này nó to, con này nó nhão. Chị Thi Phạm ơi, nhắn tin vào Facebook giúp em với. Con kia thì nó hung quá. 2 triệu 2 ạ, à, mã 2 triệu 2 giùm em. Chanel đeo vai nhá. Size này size 30. Da đẹp luôn. Còn mì độ không hả? Ở ngoài kia một bao. Cái bao màu trắng mới đem về đó. Trời ơi, bao độ một đo bao. Ok à, rồi ok em cảm ơn chị. Trời ơi, trời neo đó mà chê nè. 2 triệu 2 của chị Trang đổ ok. Ôi, có nói bình thường không có mấy. Chiều nay mấy chế đi đâu mất tiêu rồi, mấy chế quên chốt hàng đúng không? Rồi, LV cổ tiếp nè, fan của LV cổ. Lên tiếng giùm em. Màu nè, màu mật ong nè. Fan của LV cổ nè. Rồi xong ta sẽ có hoa hạ ta lên cho con
Chờ nay cô luôn. Đó. Hôm nay Hoa Hạ ơi, Hoa Hạ mà không chốt được con tới Hoa Hạ khóc để chịu nha. Chờ nay cô danh thằng lằn đó. Lót của nó là dòng lót nhung màu tím. Cạnh Chanel Boy là con màu gì hả? Ủa trên này có con Chanel Boy hả ta? Lót này. Dạ đúng rồi, trang em là trang chính luôn, Hitaloki là trang của em. Đâu em có trên con này Chanel Boy. Ở trên cùng đi chị. À con đen luôn, Chanel luôn. LV luôn. Lên mật hết rồi mọi người. Con này bán cho mọi người 1,5 triệu nha. Mã 1,5 triệu. 1,500,000 mã 1,5 triệu. Sao vậy? Sang xị vậy? 1,500,000. À con Samin đó hả? Không phải. Trong đầu em chỉ có Chanel Boy là màu đen thôi mọi người. Còn màu xanh màu đỏ không phải Chanel Boy. Của chị Loan rồi. Cô chị Loan rồi, Nguyễn Nhật Ánh sau. Chị? À, con nó con cá sấu luôn. Để lấy con gì ta? Trời ơi thiệt luôn á. Không ai chân hàng. Con này cá sấu mà. Nhắn tin giùm em với. Mấy chị có ai không? Hàng đẹp là nó giấu ở trong đây này, cho góc làm sao mọi người thấy. Chưa. Em còn tuổi đời còn non lắm. Em tuổi đời còn non lắm. Người ta dạ có ba lô LV á. Lê Nguyễn Phúc thiệt, giờ chị thích xe nhỏ hay xe to lên? Bây giờ người ta chân á, là người ta sâu mấy cái đẹp đẹp ra cho nó bắt mắt. Mẹ nói không ai nên trả lời hết chị. Không ai nên trả lời hả? Đây mày dúi thằng đẹp. Dạ đúng rồi chị, đó mình chỉ 1 triệu rồi, cộng 1 triệu khoản giúp em. Xe ngang 2223, ca của nó 19. Em nói bà này là mọi người, gọi là xương cá. Đây gọi là bản cô xương cá đó. Thực ra người ta nói xương cá thì nói theo thôi chứ em cũng không biết. Đó, còn da caviar nữa nè. Đó. Form mày đứng như thế này luôn. Siêu đẹp. Phụ kiện mới luôn. Cháu là cháu Hoa. Xích của nó xích màu nè. Màu vàng của dòng này là nó sẽ là màu vàng nhạt, màu nhạt nhạt nha. Chứ không phải là màu vàng chóe như dòng của Gucci đâu. Lòng lót da luôn, có chip luôn nha mọi người, bản có chip luôn. Ok. 18 vừa mới hết luôn rồi chị. Cốt của nó nằm ở trong này, con này bạn hai bản cốt luôn. Con này là 3,5 triệu nha, mã 3,5 triệu giùm em. 3,500,000. Bản qua da thằng lằn á. Nè. Ba triệu 500,000. Nhanh nhất là cô Viên Ngọc rồi, chị Thư sau, chị Hoa Hạ sau. Hoa Hạ mãi là người đến sau. Có rồi. Chị Lan sau rồi, chị Lan ơi, mọi người sau hết rồi. Chị Lan nhắn tin cho Viên nhắn giùm em 1 chấm với. Lên bóc vô rồi này. Chị Lan chấm giùm em với chị Lan. Ủa sao gọi địa chị cũ hả? Rồi, tao chỉ có con My thôi. Giống mày có size 30 không hả? Em không biết nữa, tại vì khui thùng này để coi tối em coi được có không. À ok, cá sấu đi. Chị lấy đi, khỏi phải lăn tăn luôn. Cá sấu này chị lấy đi, khỏi phải lăn tăn luôn. Rồi cảm ơn chị Loan. Nè, người ta gọi là hai cái tay của con cá sấu này. Đó. Nè, nó có hiệu luôn cá sấu. Gửi đi chị cũ à. Chị nhắn tin vô cho em, để em làm thịt mấy đứa này đã. Trời ơi, gửi bao nhiêu đời rồi nó còn đi gọi địa chỉ cũ nữa chứ. KCH Crocodile Skin luôn. Không chị ơi, đơn trên 1 triệu em bao ship cho mấy chị hết rồi. Size ngang của nó 2223. Đây mọi người này, con cá sấu ở đây nó có một cái vết khô da ở đây một tí nè mọi người. Đó. Khô da nhưng mà thực tế chơi cá sấu cũng giống chơi da mộc vậy, mình ghiền lắm. Mấy chị thích đó, lấy Vaseline dưỡng da hoặc là những cái gì mà đồ mình dưỡng da mình bôi cho nó. Con này em bán cho mọi người 1,6 triệu nha, mã 1,6 triệu. Form này form hộp, mọi người đeo vai hoặc đeo chéo thì ok. Dạ không, không có free ship gì đâu. Trời ơi. Màu này là màu xanh tím á mọi người, ở ngoài nó có anh tím á. À da nè. Dạ rồi ok, hỗ trợ giùm em chút đi.
phụ kiện của nó là cái màu của nó là màu bạc 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 này này, màu của nó như này. Cho coi camera sau nha. Hả? Con voi là con nào ta? Ý là nếu chị không được đọc, ủa em đâu có like buổi tối đâu. Chị xem lại like đúng không? Phụ kiện của nó màu vậy nè. Vậy là mấy chị xem lại like rồi. Chứ buổi tối hôm qua làm gì có like. Em bận giữ con, không được xem nó banh luôn. Mạng gì kém quá à. Cái lót của nó có màu ngà như thế này mọi người. Có nghĩa là cái lót của nó thuộc dạng màu trắng mà ở dưới đây nó sẽ có vết như thế này một chút. Nha, không đáng kể. Farm hơn mẹ cá sấu thôi chứ em không có cá sấu. Cốt của nó nằm ở dưới đây luôn ạ. Đây là một con Club Gucci. Mấy chị có thể đi tiệc được luôn. Súng đạn sẵn sàng mà vẫn trượt. Form này không cần độ luôn. Chất da siêu đẹp ạ. Màu này màu lạ nữa. Cái phần dơ nó nằm ở bên trong nhé. Em bán này cho mọi người 1,5 triệu ạ. Mã 1,5 triệu. Đúng rồi, chắc chị xem lại á. Mấy chị mà thấy phát trực tiếp á, là ở trên nó sẽ có màu đỏ nó ghi chữ trực tiếp. Còn nếu mấy chị xem lại là nó không có cái chữ đó nha. Trời ơi, mang tiếng không? Mang tiếng khinh người, họ không trả lời đúng không? 1,5 triệu ạ, mã 1,5 triệu luôn giùm em. Chứ em nào dám không trả lời. Hoặc là không trả lời là mấy chị chút sau vậy thôi. Hoặc là không thấy comment thôi. 1,5 triệu, mã 1,5 triệu luôn. Rồi em có một con Fendi này. Chị nào mà thích những dòng túi cơ bản là chốt cho em bản hàng này nè. Con này là một bản Fendi. Fendi màu đen ạ. Có dây đeo chéo nguyên bản luôn. Phụ kiện của con này nó là màu bạc nên là độ mới của nó được dạng khá là cao. Đây nè. Chất da mịn luôn mọi người nè. Không có lỗ chân lông luôn ha. Đó. Khuyên khóa phụ kiện của nó là màu trắng. Nó sẽ có vài cái vết tâm ở trên phụ kiện không đáng kể ạ. Mình có thể xách tay đeo chéo đẹp luôn ha. Lòng lót da toàn bộ. Lòng lót da toàn bộ. Mọi người yên tâm, chị nào chưa mua hàng được của em thì đây sẽ là một tuần để mọi người mua no hàng, túi. Đó. Em like túi luôn cho mọi người chốt. Sau tuần sau like phụ kiện rồi này nọ các kiểu. Cái con này là một cái bản Fendi dòng bản limited nha. Nó có hai con mắt á. Con này em bán 1,6 triệu ạ. Xách tay đeo chéo đẹp luôn. Da rất là đẹp. Dòng da bản mềm á. Vừa mềm mà dẻo nha. Size này có 25 thôi. Mấy chị lấy chốt giúp em mã 1,6 triệu. Ok chị Quế Mai ạ. Rồi ai hỏi em ba lô LV nè. Được rồi hả? Ok. Được rồi, mừng. Ba lô LV này á hả chị Dung? Chị Dung có xem không? Thì lấy luôn cái size lớn nè. Con ba lô LV này gọi là ba lô size tầm trung. Là size của nó là size 20-25 á. 20 nè. 20-25. Hôm bữa em có bán cho mấy chị một cái ba lô size mini. Là size đó là gọi là size 10-20 thôi. 20-25. Da nè mọi người. Đó, khóa của nó còn nguyên bản luôn ạ. Dạ rồi, ok chị Hoa Phan. Đây. Nhìn hàng nè. Ôi sướng không? Cái dòng LV này mọi người xài bền lắm. Bởi vì da của nó là cái chỗ này của nó như da này. Nó ít bị trầy hơn những cái dòng da kia nhá. Chị Quế Mai hôm qua có chút đơn chứ đây bao giá à? À đúng rồi, ba lô phụ huynh kia, ba lô của con. Đây, LV Louis Vuitton. Cốt của nó nằm ở trong này luôn. Cái cốt của nó chắc là ai dạch là coi. Để có cốt này con không dạch mạnh quá. Nó hơi hở cái cốt ra nè mọi người. Cốt da. Em bán mọi người 1,650 triệu. Phụ kiện mới. Có, chị lấy con này không? Em đi sửa kéo cho. Em đưa chị cái ba lô lớn kia luôn đi. Lên đi chị Lê Nguyễn Phước Thiện dễ xem không? Chị lấy rồi chốt giùm em với. 1,650 triệu. Hàng nè. Em nói cái qua hàng của dòng chủng si với lại cái dòng hàng dòng mà dòng xịn đó. Nó sẽ là da mềm như thế này mọi người này. Cái hoa của nó mang cực kỳ êm luôn. Của chị Dung Trần, Dung Nguyễn trước là Thủy Trần sau. Đây nè. Trời ơi, cái con này nó đẹp muốn chết luôn. Mà đang bị trật cái khóa. Có nghĩa là lúc nãy á, lúc nãy là kéo bị trật cái đường khóa. Nên là em mới quăng ra ngoài. Em kêu để sửa đã rồi hẳn like. Còn nếu chị lấy á, thì em sẽ sửa luôn. Kéo nó đâu có bị gì đâu. Cái cốt nằm ở trong giống như là bây giờ nè.
chẳng hạn như có một cái cốt mà em giặt ra cho mọi người xem thì em rỉ cái cốt nó mạnh quá, nó bị hở cái cốt ra thôi, chứ vải lót hoặc mọi thứ của nó đều còn ok hết, không bị gì cả nhá. Ok không thì báo em, còn không thì em để chị sau. Đây nè, cái dây kéo nó đang bị trật cái đường cái ray á, chứ không phải dây kéo nó bị hư ạ. Là cái túi này nè, em đang nói túi này, còn túi của chị là dây kéo không bị gì hết. Con túi của chị đâu có bị gì đâu. Con này size lớn, size tới 40 lận. Đựng được vừa A4 hết tất cả luôn. Size 30-40 nó còn thơm mùi nước hoa luôn á. Thơm mùi nước hoa của người trước xài. Size này size to. Em bán một, em cũng bán 1.6 triệu. Em bán con này rẻ hơn vì em sẽ sửa khóa cho, size ngang 33. K của nó tới 38-39 lận á. 33 x 38 39 tức là được vừa 3 vừa A4. 1.6 triệu. 33 x 7 38 39 nha. 1.6 triệu. Mấy chị mà chơi được cá sốt mộc á, mọi người sẽ rất là thích luôn á. 1.6 triệu. Ok chị Lê Nguyễn Phước Thiện, em ghi là sửa giấy khóa kéo. Chị Thi Phạm mà để em chết tin nhắn liền cho. Đây nè. Em có một con, mấy chị mà chơi được dòng cá số 1 á, mọi người sẽ bị ghi những bản hàng này cực kỳ. Nè, phụ kiện của nó nè mấy chị. Hàng đây là hàng nguyên bản mà dòng gọi là dòng cá số thô, cá số 1 á, gọi là cá số già. Ồ, những con này là siêu già luôn. Là cá số hoang dã, cá số tự nhiên chứ không phải cá số nuôi nha. Đợi xíu. Đó. Dây nè. Cái phụ kiện của nó nè. Đó, cá sấu full luôn á mọi người. Con này không có bị lỗ gì hết. 1.3 triệu nhận rồi. Nè, nó hàng hiệu của Roganos Collection luôn. Ở những cái chỗ góc đây là giống như kiểu mọi người sẽ thấy cái đường viền keo không? Tại vì phong gập ra gập vào mà. Lót nhung sạch sẽ luôn. Những cái bản hàng này mấy chị thích á, mấy chị có thể chế dây xích được nha. Mọi người chế vô đây nè, để đeo vô. 1.3 triệu đúng không? Chị đã nhận được, báo chị luôn. Con này em bán cho mọi người 1.550.000 ạ, mã 1550. Đợi xí mà. Ok. Rồi, 1550. Em nhận được rồi chị ơi, em nhận được rồi. 1550 giùm em nha. Dạ rồi, em nhận được rồi, 1.550.000 ạ, mọi 1550. Em nhận được rồi chị Thi Phạm. Nó có tên của chị vào mà. Nó ghi tên của chị vào là em biết rồi. Mã 1550 giùm em. Rồi, hôm nay tiếp tối ạ. Em biết rồi. Mấy chị gửi mấy chị cái nội dung là đằng nào em cũng biết à. Rồi, trang đổ đâu? Của chị Nguyễn Thị Tú Hà, em có là cái cổ mới. Đâu nào? Ôi chị, giờ chị Hà, đợt trước chị, cho chị mua em có một lần gì chưa chuyển khoản hàng nè chị. Giờ đơn này chị phải, ok thì em mới có thể bán cho mình nha. Nè. Chưa đâu. Mấy chị nghe bé nói không? Đây cưng, cho chị xem lại bên trong tí à. Ok chị. Đi chị con cá sấu cho chị xem lại. Con chị BIDV á, 0747. Ủa? À, con này hả? Quên chị tự nhiên chút. Con xanh da trời là con gì ấy Hiền hả? Con của Lút. Mấy chị ơi, cá sấu mọc là như vậy nè. Đó, chị cô á, bán mấy cái hệ này khổ lắm. Phải cho mấy chị kỹ lắm. Em gửi
Ủa sao like nó rõ dữ vậy ta? Mọi người thấy nét Sunny hề hả? Có tên Đoàn Thiện là em á. Đoàn Thiện là tôi đó. Nhắc chứ. Chào cô chủ. Ủa đang ở bển hả? Chị ơi vậy bây giờ chị kết bạn với lại Zalo bên em cái. Kết bạn Zalo đi bên em thôi chứ còn bên em không có nhắn tin qua số điện thoại. Kết bạn với số Zalo của bên em như thế này ạ. Bây giờ em lấy Zalo kết bạn với chị đi. Chị ơi chị có xài Zalo không? Chứ giờ chốt đơn hoặc là chị có ok là con này em chị ok em cho xem kỹ rồi đó. Em có báo khóa rồi luôn rồi đó. Ừ, mấy chị phải ok đi rồi em mới chốt hàng. Chứ không phải nó là cá sấu rất là dễ chốt đâu. Lên cho mọi người một con chéo mộc. Mộc bộ Burberry nè. Trời ơi. Nhìn một phát là thấy chất luôn rồi nha. Nó còn có cho mình một cái tag của Burberry nè. Khó lắm mới gặp ở đây. Ồ. Ủa chị là cũng đoàn quế mai à? Con bản này là bản gia công tại China. Cốt của nó là đây. Ok. Burberry công sở không à? Có. Có một con nhưng mà cái lót của nó bị một chút xíu gì ở dưới kia kìa. Rồi chị nhận 1 triệu mốt của chị Hiền rồi. Trả lời luôn. Nè chỗ đây Burberry luôn. Em nói là chế Burberry mà da mộc nó còn hiếm hơn là những cái dòng Chanel luôn ấy. Con này mọi người mã da mộc 1,7 triệu. Burberry đeo chéo 1,7 triệu. Cái con này đẹp nè. Nó là màu tím đó quý vị. Mà tôi không hiểu sao la của tôi. À đâu mấy quên. Lai của tôi nó ra màu xanh. Cái con này nó đẹp ở ngoài, nhưng ở bên trong của nó cái lót nó hơi dơ. 1,7 triệu của chị Giang. Nè nhìn thấy không? Một chút đây nè mấy chị. Thành ra là con này em chỉ bán cho mọi người được với giá của nó là 1,3 triệu thôi. Mã 1,3 triệu. Đây con chị đang đeo. Hàng nó đang nằm. Jessica cầm sao rồi. Chị hoa trầm nào, hoa trầm nào mà bon đương tới 2 cái của ta đây. Hoa trầm nào là hoa trầm nào vậy? Mà sao tụi em bom hàng của chị đấy, quăng ở đây đây. Không sợ. Đợi em xíu nha, em check thử hoa trầm nào đây. Em đang lấy túi hiệu, em thấy 2 túi này. Sao sẵn là 2 túi của tôi mà tôi túi đẹp cũng vậy. Khách mới khách cũ à. Nè tụi em phải đánh dấu. Ô mấy cái này bữa đó là toàn chốt trước của người khác không à. Cái này là tụi em quăng ra đúng không? Trời ơi hoa trần này. Chốt 2 cái luôn mới ác chứ. Mình đâu có để cho để trứng được đâu. Con này đẹp muốn chết luôn. Nó hàng da nha mọi người nhưng mà đẹp quá. Ôi trời ơi nghĩ sao. Con này nè mọi người size của nó 25. Thấy không? Một vết da rất là nhẹ ở đây. Tại vì nó là cái dòng gọi là dòng phong da phong cổ điển á. Con này mấy chị đã chốt em mã 395 kìa. Em chế được luôn. Hoa trần nào đi. Hoa trần nào mà chốt hàng mà xả lần 2 cái. Chắc là không chuyển khoản nên là bị xả đơn á. 395. Đó còn con này là 1,3 triệu nhé. Chốt 395. Có ai chốt không? Thiệt luôn. Nghĩ sao vậy trời. Con này đẹp muốn chết luôn. Cái tác nổ cái tác này. Ra 395 là em đang bán cho nó trôi á. Bản này em bán tới 4,2 lận. Đọc ai đầu tiên đi em. Chị mượn cái. Chị đang tìm bạn nào đây chị. Tại vì hoa trần em nghĩ là khách cũ của em mà.
395 của chị Thư. Hoa Phan Thu Nguyễn một người sau rồi. Chị Hàng ơi, chị đồng ý chuyển khoản không? Để biết đường em chút đơn. Chị Thu ơi, chị Thư. Chị Thư á, chị Thư, chị Thư. Tại vì Hoa Trần em khách quen nên em không tin vào mắt mình đó mọi người. Em sẽ chỉ không tìm được tin nhắn là của chị thôi. Ừ, nghi ngờ có lúc bất ngờ. Anh đi cần lên nè, dù hiệu nè. Con này em nói với chị nó mới như chưa xài luôn, một con dù hiệu. Dù hiệu của Anticonland là một cái thương hiệu hàng của New York luôn á. Dù hãng của dòng châu Âu á. Em nhớ con này là bữa đó tới 2-3 chị chốt rồi. Em bán con này cho một người 200 ngàn thôi, mà 200. Dù hãng nha, Anticonland nè. Rồi, ý là đang đi lấy hàng tự nhiên phát hiện ra cái bọc hàng đó. Cái này 200 rồi chị. Cái này đúng rồi, chị để 200. Ok, lấy mất giờ rồi con sợ 200. Hiền đọc mã da mộc hả? Ủa vậy hả? Ok ok, để Hiền xem lại, xin lỗi. 200 chị đâu thấy ai lấy đâu. Ờ, người ta giả lộ, nó phải giả lộ. Người ta mua mà. 200 của chị Thi Phạm. Ok chị Thi Phạm. Mấy chị bị sao rồi? Trời ơi, em nói mấy chị nha, dù của em khách nhận đều nói luôn là dù xịn. Dạ ok, chị Lê Nguyễn Phúc Thiệt đưa cho chị xem là cái ba lô chị đang sai. Trời ơi, Celoren đây. Ok, của chị Thi Phạm nhanh nhất rồi. Đây để em đo xa lại cho, không sao hết. Chị Hương sao rồi? Để bữa sau tôi like hàng gia tôi lên dù tiếp cho. À không cần đâu, xem hết like rồi chuyển khoản tiếp. Ý là mình đã có cọc rồi là ok nhá. Nè, size ngang của con này là 32-33. Cao của con này là 38-39. Đó, chị ok, chị báo lại giúp em mà ok ha. Rồi, trời ơi. Tôi nói quý vị nghe. Chị Hương sao, chị Hương ơi. Cái này là một cái bản này. Dập vân cá sấu phụ kiện nó mới thế này. Ừ, không, để chị hỏi nữa. Saint Laurent Paris luôn. Đằng sau người ta xài nó có cọ sát một cái vết đây nhẹ. Mấy chị nhìn hàng giùm em, form dáng nó đẹp quá luôn này. Bạn này mấy chị sẽ đeo vai. Ồ chị Giang ơi, cái con đó. Thôi lỡ rồi chị chẳng bị trôi quá mất tiêu rồi, em đọc comment. Chị Trang Trần, sorry cho em con đó nha. Đúng rồi, em đọc mã rồi mà em bị chút lộn. Phụ kiện của nó vàng nè. Nhưng mà cái chỗ đây là chỗ đấm à, chỗ mà ấn xuống thì nó sẽ trắng một chút xíu nha. Nhưng mà form dáng đẹp quá. Đây, da bóng lừ luôn. Ủa, nhưng mà sai sót nhưng mà rất là chậm luôn mà. Ok, cốt kiếp nằm ở đây. Nào dập trong da này. Con này là của YSL á. Bản này mọi người có thể là đeo chéo. Ok rồi, chị Lê Nguyễn Phúc thì ok rồi. Mình có thể đeo chéo, đeo vai gì đều ok. Tại vì dây này mọi người có thể xả lai ra được ạ. Form của nó không cần độn form luôn. Bản chất của nó là dòng form hộp rồi. Phụ kiện nên con này xin phép bán cho mọi người với giá của nó là 1.450.000 thôi. 1.450.000 thôi. Size 30 đấy. K của nó 25. Dạ ok. Con này quá sang luôn á đồng bà đồng chí. Quá sang luôn đồng bà đồng chí. Bản hàng của nó nè. Cái dây này mình thích mình để phía trong. Nó là kiểu dập vân cá sấu á. Nhưng mà màu của nó rất là mới. 1.450.000 nha. Mã 1.450.000. Bỏ qua đây giùm em. Saint Laurent. Ok của chị Lan. Đây nè. Hơi bị mới luôn. Cốt kiếp đầy đủ ạ. Chỉ có phần phụ kiện nha chị Lan. Nhưng phần phụ kiện này nó nằm ở phía sau. Đó, ok báo em. Size 30 chuẩn luôn á. Chị Lan thích cá sấu rồi. Lên túi xanh nào ạ? À? Con này à? Con này em bán 1.3 triệu. Rồi bóp bô rì này thì lên đơn không mọi người? Ôi trời ơi, để nói là từ từ chuyển khoản mà, chuyển khoản thôi. Emily Châu xong rồi.
màu hồng tím, size to, có da nè, màu ngoài đẹp hơn nha. Một bộ rồi, một cá sấu rất là sang nên là nhiều người thích là đúng rồi. Dạ không, hiện tại là không ạ. Còn dây đeo chéo nguyên bản luôn, một bộ rồi. Bản này bản gia công tại China, có code ở phía dưới luôn ạ. Con này mấy chị, thứ nhất là tông màu đẹp, độ mới của con này được tầm 90 luôn, form dáng đẹp ạ. Em bán con này 1.9 triệu nha. Phụ kiện nè, đúng bản khóa của dòng bột rồi, nó sẽ dài như thế này. Chanel Boy sang ngang của con này tới 3233 lận á, đẹp quá. Sang, trời ơi, boy này là boy hiếm nè, mọi người sẽ chưa thấy cái tấm boy nào mà to vậy nè. 1.9 triệu nhanh nhất của chị Duy Trinh rồi. Đây là boy độc nè mọi người, boy phong hộp cứng ngắc luôn, màu xanh. Phong hộp, với lại đây là một con bản boy mà size to. Thường thường mấy chị mua nó hay là bản boy size nhỏ thôi nha. Boy của em là boy size to. Ui, đang làm mắm không? Size ngang 30, cao của nó 25. Phụ kiện của nó là chủng màu bạc luôn. Đây đúng là dòng Chanel boy mà Chanel boy mà dạng cổ nha. Dòng này mà nếu mấy chị nào chơi hàng chủng si á là chốt. Dạ không, tại vì Valley và LV bây giờ chỉ là dòng mới thôi, hàng mới thôi, nên là em không có hàng, không có hàng si mấy chị ạ. Cốt của nó nằm ở trong góc nè, mọi người thấy không, cốt da luôn ạ. Con boy này bán mọi người 1.7 triệu, mã 1.7 triệu. Vali, vali mà vali của LV bây giờ chỉ là hàng mới thôi nên là em không có bán được cái dòng đó, ý là bán không có cạnh tranh được giá, mình có lấy vậy thì cũng bán cũng như người ta. 1.7 triệu nha, mã 1.7 triệu luôn, bao hộp mã 1.7 triệu giùm em. Trời, cái con này ok rồi chị Quân Ngô Minh. Cái form này khoảng phải độ luôn chị Quân Ngô Minh, nhìn da nè, nhìn nè, trời ơi nó phê. Em xử rồi. Cái gì, tên là tên gì cơ, con này sẽ tên gì nhỉ, cái tên hàng của nó là LV gì này, không bao giờ nhớ được. Con này size 25, ca của này 20, một bản da mộc LV luôn, dây của nó dây nguyên bản luôn ạ. Bản này mấy chị có thể vừa đeo vai vừa đeo chéo được luôn, đã không. Da này, ở đây của nó có một cái vết trầy rất là nhẹ đây thôi mọi người. Phụ kiện nè, chỗ đây này để em cho mọi người xem camera sau luôn. Đó, ngay chỗ này. À, Dolphin, không bao giờ nhớ tên được, cứ on the go không biết à. On the go phải con này đâu, mọi người thấy không, nhiều chị á thấy cái khóa kéo, ví dụ như đôi khi có một số cái chỗ nó còn cái này nè, cái bọc này nè, mấy chị kêu hàng mới, em nói thiệt chứ trời ơi, hàng mới thì làm sao có vết vậy. Giống như đôi khi giống như em xài hàng cũng vậy, có những cái chỗ mà em cảm thấy không cần thiết hay không em cũng không xé luôn á. Cốt của nó nằm ở đây, con này là bản hàng rất là đẹp, không có bị quá là tỷ lệ đó là cho phép được nha. Em bán 1.750.000 ạ, à. 1.750.000, bình thường con em bán tới 1.9 triệu nè. Đẹp không? Trời ơi, bút rùi nè, 1.750.000, à, 1.750.000. Hơi mệt nhiều. Ok, của Amelia Châu Tiên. Đang về cái dòng hàng da châu Âu mà hồi xưa chốt có nhớ không? Về được chị Minh, chị chồng Minh đang sau rồi. Đang về tầm hơn 200 con á, mình đang like chốt nó xuống.
năn nỉ chốt luôn, bởi vì cái hệ này lần đầu tiên có trong hàng hiệu. Mọi người thấy cái thương hiệu gì đâu không? Trời ơi, siêu xịn sò. Ai thích Metro thì em đang về tầm được 40 mấy 50 mấy con. Túi trong to không à? Không, bộ này không có đâu. Túi trong to từ ngày đó tới giờ không có, tuyệt chủng rồi. Trời ơi, hàng của Longchamp mà nó đẹp cỡ này nè. Tôi hiểu Longchamp cũng là dòng hàng tiền ngàn đô đó mọi người. Mọi người có thể search nha. Em là thích bán mấy cái hàng này nè. Cái còn nguyên bản không? Chu cha, còn nguyên bản luôn. Bác nào mà chơi hệ mà biết được cái dòng, em để luôn giá lại cho mọi người nha. Cái hệ của Longchamp thì chốt con này nha. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Longchamp, phong dáng của nó nè, da nè, còn da đeo chéo luôn ạ. Cái này vết cứng rất là nhẹ nha. Trên line nó có độ bóng, là nhìn nó như kiểu bị lỗi ấy á. Này nó còn chưa có gọi là móc form được nổi luôn. Không độ form đó. Size của nó là 35, là cái miệng. Còn ở dưới cái phần đáy của nó có 25 thôi. Cao của nó là tầm 22-23. 1 triệu 9, mã 1 triệu 9. Rồi, chấm bàn phím đi. Chấm bàn phím đi nè. Burberry mà cỡ này thì thôi chớ. Burberry lót da luôn ở trong nè. 1 triệu 9 của Đỗ Quyên. Trời ơi, lần đầu tiên có Longchamp ngồi trong hiệu giống như là con bản đồ ấy. 1 triệu 9 em hết rồi mấy chị ơi. Chị Trần Minh Anh thứ 3, Hồng Nguyễn Thị Mai sau rồi, Đỗ Quyên trước rồi. Còn con hộp cứng luôn. Ui, mắc cười quá, nó lòi ra một con da ở trong này, cho phép like một con da này luôn nhé. Chất da của nó này mấy chị đẹp chưa? Phong hộp sách tay luôn ạ. Phụ kiện của con này nó màu vàng. Bán con này cho mọi người nè, size này size 30. Đó, sách tay nha. Bán cho mọi con này 300 ngàn luôn, mã 300, chữ thứ 2. Đó, lót da toàn bộ luôn, con này con sang. 300k mà da nè. Ok, của chị Hương Võ, bản da luôn. Rồi, chị Thúy Nguyễn sao rồi? Đúng rồi em, chị Hương Võ. Chị Thúy Nguyễn sao? Mọi người thấy chữ Burberry không? Mấy chị mà thích cứ săn hàng da của bên em á, là cứ bấm theo dõi trang. Con trắng to đằng sau em ạ. Con trắng to đằng sau là hàng của Fendi, con nó 1.8 triệu. Cốt của nó nằm ở đây, bản này bản da công tại China luôn. Em nói mấy chị nó đẹp cỡ này nè. Con này thì em nghĩ em không cần độ form luôn. Quay hàng ạ, phối với phụ kiện là phụ kiện bằng đồng ạ. Phụ kiện bằng đồng. Cho chị Hải Võ. Xe ngang là 35. Cao của này 25. Cái miệng của nó có 28-29 thôi. Con này quá đẹp, em bán 2.3 triệu. Mã 2.3 triệu. Em bao độ mới luôn. Đặc biệt là tông màu đẹp ha. Chất này nữa. Cái chất này xài sướng. Hai triệu ba chị Trang đổ nhanh nhất rồi, chị Thư sau rồi. Fendi này em đang bán với giá của nó là 1.7 triệu. Thực ra đáng lẽ em bán là 1.8 triệu á. Sạch sẽ luôn mấy chị, mới luôn nè. Và nó là cái bản dòng da dày. Không, đó là con cá sấu luôn á. Mà nó là phong hơ mệt chứ nó không phải là nó là cá sấu phơm hơi mệt. 2.3 triệu mất rồi. Cô Viên Ngọc sau. Xe ngang của con này là 35. Ca của con này 25. Viền siêu dày luôn nha mọi người. Con xích đen xích vàng rồi, đợi em một xíu. LV tím nè. Dạ rồi. Con nó Fendi tím chứ không phải LV đâu. Nó chỉ có cho mình một cái ví ở bên trong nữa. Mà cái ví này nó vừa giá trị tăng thêm mà nó vừa làm bớt cái phần đẹp của con này, là vì để lâu ở trong này nè mọi người, nó làm cho cái lót nó bị ám đen, tức không, cái màu đen của cái ví á, nên là mấy chị, nhưng mà nó rất là sạch sẽ đó. Cái màu đen này nó đã gọi là khô ráo mọi người. Em biết con đó rồi mọi người, đợi xíu. Ôi dự bị nhé. Ok, em biết rồi. Bao tử không có. Lót của con này cực kỳ sạch sẽ luôn. Cốt của nó nằm ở đây nè, cốt da luôn, cốt tem ở hai bên đều có. Anh lấy con này chút em, mã 1.7 triệu.
quá eo à, có đó. Trời ơi, phải là 100 mấy chục con hiệu ở đây. Chị like chậm lắm nên là tối đó chị like nửa hàng còn nhiều lắm. Ừ like, nói chung là một ngày hôm nay chị like hiệu cho mọi người thôi, để cho nó xong hàng đó mà. Lô nào cho nó ra lô đó. 1,7 triệu, mãi 1,7 triệu đồ lại giúp chị. Em lên con, trời ơi, màu tím. Hơ mệt mà màu tím á mấy chị. Sao trên lá là màu xanh á, nói chung là màu tím của mình nó bị ăn màu xanh. Em báo độ mới rất là cao, form dáng còn đẹp luôn. Ui da. Hả? Gì? Màu tím chứ. À quên, màu xanh. Màu xanh tím. Sang 30, chuẩn 30, cao của nó 25. Trời ơi, form dáng còn đẹp vậy nè quý vị ơi. Phụ kiện này quý vị. Con này đẹp lắm luôn. Em bán con này 1,7 triệu đó. Size 25 em có. Mã 1,7 triệu. Máy chế quốc gia mã 1,7 triệu. Cốt kết đầy đủ nè. Viền da còn siêu đẹp đưa chị. Mấy chị nào mà fan của Hermès không bỏ qua được con này nha. Em bán bây giờ Hermès em bán 1,7 triệu là hứa vì sao. Da của nó rất là đẹp. Form dáng đẹp. Không lỗi lầm gì hết. Màu ngoài đẹp hơn. Màu xanh ánh tím. Phụ kiện của nó mới, cốt kiếp đầy đủ. Cốt là gì? 13A vậy nè. Tóc da toàn bộ luôn nhé. Nè, đưa báo xuống nè. Không. Hàng này làm sao có dây đeo chéo được. Cái dòng hơi mệt này là không có dây đeo chéo. Nguyên bản của nó không dây đeo chéo, chứ không phải đây là mất dây đâu. Rồi, đó, đẹp nhá. Em đổ chị luôn. Không chị ơi, không còn ổ. Màu trắng hả? Màu trắng đó là dây đeo vai. Màu trắng nguyên bản của nó là dây đeo vai như thế này luôn. Dây của nó nguyên bản luôn á. Chị ơi, cái ổ cái gì của Hermès ít khi còn lắm. Chị Trang đổ 1,7 triệu, chị chạy xe à? Ok em để chị đem xuống hả? Trời ơi, tội rồi, chạy xuống đây luôn hả? Cái này đeo vai thôi, đeo chéo thôi ngắn. Ok, của chị Thư này, 1,7 triệu. Ừ, ừ. Ồ, vậy thôi. Ok, của chị Thư rồi. Con này thì chốt chứ. Hả? Trời ơi, cân dạy bao nhiêu tiền? Về đi, mai trả tiền nha. Ok, về đi, về đi. Tiễn dông, tiễn dông. Trời ơi mấy bạn ơi. Sao vậy? Không đẹp cũng uổng luôn á mấy chị ơi. Phụ kiện nè. Dây xích nè. Con này nó là màu vàng mà vàng y như vàng y á. Trắng em hết rồi. Trắng em hết rồi. Cái này chắc chị phải mua cái mới thôi. Cái này siêu phẩm, size 20. Cao của nó 15. Con này là siêu phẩm đó mấy chị. Người ta siêu phẩm là người ta chân nha. Bữa sau mình thấy đẹp bất ngờ. Thấy không? Chân là chân mặt tiền nè. Siêu phẩm mà nó nấp lùm không à. Ác quá đi. Cháu của tôi là cháu 6 luôn nè. Hả? 1,7 triệu. Cốt da yêu ạ. Size này size là size 20 à. Mọi người vừa rồi dòng đeo chéo. Mà độ mới của nó rất là cao. Hàng si như vậy là quá là mới rồi. Nó chỉ có vài cái chấm đen đây chút chút này mọi người thấy không? Ở trên nghe mặt tiền là giống như kiểu người ta có cọ sát á một tí thôi. Cái còn da là cỡ này đây mọi người. Con này em bán 2,5 triệu. Mã 2,5 triệu luôn. Cho phụ kiện màu vàng được như thế này là rất là ít luôn. Vì thế này nó cũng phải xuống màu hoặc là sức mẻ cục tình một tí. 1,5 triệu. Hai anh em bay độn á. Đè mấy con nhỏ độn hết, còn mấy con to không độn con nào. Anh Quyết ơi gì? Ôi ôi. 2,5 triệu mà 2,5 triệu. Lấy chị sai, chị xem like giùm em với. Trời ơi, chị Ritten Dior bây giờ nè. Ôi con đó mấy bác không chốt nè. Đeo chế của chị Ritten Dior. Đây, đồ anh chị để lại. 25 rồi.
Giờ em lên thử không biết 25 hay 30 đây. Ồ, trời đeo cổ này. Thấy không, nó chửi mà nó làm cho đỡ hơn mấy ngọt. Mấy ngọt mà bỏ bơ dơ. Màu chấm gờ gờ rồi đi. Thiệt luôn á. Hai. Thêm ghệ này đã không biết rồi, thêm chồng ta nữa, thiệt luôn. Hai anh em may đậu hàng ta bực bội quá. Chị nay bự hả, đợi xíu. Đúng dòng xây cổ. Mọi người trích nè. Ồ, đây là một bản trích lần đầu tiên em thấy luôn á mấy chị. Bạn đeo vai, cái này mà có chị Trần Thị Nguyễn chị thích lắm nè. À, dây còn đẹp luôn. Ô, con này đẹp quá. Bên trong mà còn sạch sẽ như vậy là. Ồ, cái bạn này lần đầu tiên thấy luôn ấy. Từ từ, con đang đeo từ từ. Cốt kiết đầy đủ luôn. Con này đẹp lắm nha mấy chị ơi. Fan của size to và đi du lịch là chốt con này là quá xứng đáng luôn. Em bán 2.3 triệu. Ồ, còn dây xích nữa chứ. Bài này đúng đẹp luôn, đích của nó tự tạo form luôn rồi nè. Mấy chị không cần phải làm gì luôn á. Không cần độn luôn. Size đích của nó 35-36. Miệng của nó tới 40 lần, phụ kiện mới vàng luôn. 2.3 triệu mà, 2.3 triệu. 2.300k. Con này rất đẹp. Mấy chị có thể đeo vai được luôn nha. Bạn này mình đeo vai như kiểu neo và phun về đẹp nè. Ôi, bạn trích. Để lại con này. Con này đang đeo hả? Chắc size 25 mà. 2.3 triệu và nó đẹp. Chị đeo tăng rồi. Con này bạn cổ. Lộn gì? 20-22. Phụ kiện nó mới thế này luôn. 27-29. Nó còn có cái này không biết của phải của nó nữa ta. Tristan Dior Atelier Baru vậy nè. Không, con nó khỏi cần đổi form phản sẵn rồi. Dior, cái chữ Dior. Con em bán mọi người 1.5 triệu, mã 1.5 triệu không có cốt nha, không thấy cốt kiết gì đâu ạ. Tùy nha mọi người, có nhiều bản hàng nó có cốt, nhiều bản hàng nó không có cốt. Mà giờ có cốt hay không có cốt thì cũng vậy à. Em còn đâu có bao ôi mọi người đâu. Con nó khỏi cần độ nữa đi. Cái phong của con nó là phong tròn luôn rồi. 1.5 triệu. Một triệu rưỡi nha. Hai mươi hai thôi. Hello chị Trí áo dài. Nhận được cái gì? Nhận được cái túi đó, túi tên gì nãy vừa mới nói xong. À, Dolphin. Size con này size 28 nè. Nhìn chuẩn, chuẩn xây chưa? Có khóa kéo miệng luôn á. Góc này nó còn đẹp lắm. Nhưng mà cái dây của nó nè, phải có đường, đường nó viền nó có bị nè. Thấy không? Đường viền nó kiểu là như là à, đứa đẹp. Đường viền nó kiểu như là bị răng á, bị rạn á. Nói chung là cái dây nè. Chứ đâu. Đồ này hả, có mấy chục ngàn đồng lạc. Đó, cái dây của nó bị nè. Dây nó không còn hoàn hảo đâu. Con em bán cho mọi người 1.5 triệu luôn. Mãi Chanel 1.5 triệu. Đồng hồ này đầy mà. Nó giữ không phải đầy đâu. Mọi người chú hàng si thế nè. Chấu hoa luôn á. Đúng dòng màn cổ. Con nó đâu phải là con cá sấu đâu. 1.5 triệu của tổng kho túi si. Cốt kiết đầy đủ. Nguyễn Nhật Ánh sau rồi. Nguyễn Nhật Ánh sau. Em lấy lại cái con của chị ấy cho chị xem nữa. Con nó đâu phải là cá sấu đâu. Cá sấu là ai bán có 1450. Con cá sấu. Con này chị. Đọc tên của chị em đọc comment của chị Lan Nguyễn à. Đọc comment chứ.
Chị Giang ơi, đổ nguyên hết rồi. Đúng rồi, tôi chúc tiếp đi, em cũng chuẩn bị like xuống rồi. Đang nó đang chỗ để hàng lộn xộn của em lười ghê luôn. Màu đỏ này mọi người thấy không? Size mini đẹp quá. Louis, hàng của Louis luôn. Chéo mini 1,5 triệu em hết rồi. Louis da mộc. Louis made in Spain, lòng lót da toàn bộ. Con này khỏi cần độn form luôn quý vị ơi. Nè, à nó có một cái chỗ này nè. Cái này không phải lỗi như mấy chị ơi. Thực ra là cái này thích thì mọi người gia cố lại bằng cái việc dán keo vẫn được. Cái này là một, mọi người thấy này, đường có nghĩa là hai cái phần da nó sẽ nối lại để nó chạy một đường chỉ qua, để nó bị có bị rớt một cái đường chỉ. Chứ còn ở ngoài đây mọi người thấy ok bình thường đúng không? Đó, nhưng em báo lỗi cho mọi người nhé. Vậy đẹp mất ngay thì thôi à. Cái đôi này nó đẹp mà, màu đó mọi người chơi được siêu đẹp luôn. Rồi con này mấy chị, size mini luôn á. Size này size 17-18. Con này em bán cho mọi người với giá của nó là 1,500,000. Sao 1,5 triệu biết vậy? Mã 1,5 triệu. Hàng của Louis phong hộp luôn. 1,5 triệu, mã 1,5 triệu. 1,5 triệu nha. Mã 1,5 triệu. Mấy chị thấy da mới không? Ừ, không vết, không trầy hết luôn. Mã 1,500 giúp em. Dày đẹp mà. Cá sấu nào 1450 mà cá sấu hiệu của Justin Lauren đâu? Dập Vân cá sấu. Giày đẹp nè hả? Em cảm ơn. Chốt đơn hôm qua chưa em ạ? À? Ủa đi đơn rồi chứ. Nè shipper đang lấy đơn rồi mọi người nè. Mọi người thấy đằng sau, shipper đang lấy đơn rồi kìa. Là đang đi được đơn này rồi, đi trước rồi mấy chị. Ủa chưa trả lời chị Hoa Xuyến Chi là nhận được tiền rồi hay sao chị hỏi vậy ta? Chắc rồi chứ. Chị ok không? Chị bán lại giùm em nhé, phong 1. Dài á, tính ra là em đo rất là kỹ sai, nhưng mà mấy chị chưa biết cấu trúc chân của mình á. 37 chân dày hay là 37 chân mỏng, 38 chân dày, 38 chân mỏng. Ừ. Nhận rồi là đi rồi chứ. Đơn của mấy chị mà đã trả lời là đã đi. Còn đơn của nào mấy chị chưa kịp trả lời là phải sang hôm sau. Tại vì mấy chị chuyển khoản từ buổi chiều á, là bên em bắt đầu là đang đóng đơn với lại đang like là sẽ không có trả lời được. Thành ra đơn phải qua xuống năm. Không biết chị đang ở phía dưới nè. Con này là 1,50 triệu. Chị Lan có ok không thì báo lại giùm em nhé. 1,450 triệu. Con này hình như hồi nãy Amelie Châu thì chốt sau nè. Trời ơi, cái con Chanel mà nó siêu mini luôn. Màu xám. Ý là không biết luôn á. Ủa chưa lấy địa chỉ của chị đúng không à? Trời ơi, vậy là gì? Vô xin gấp của chị đi, vậy là chưa kịp đi liền á. Chị gửi rồi, chị gửi địa chỉ rồi. Trời ơi. Dạ nếu này là đơn của chị bị rớt lại rồi. Không kịp là phải sáng mai rồi. Là đơn chị bây giờ là đang đóng phải để sáng mai rồi. Tại vì hôm nay nhân viên bên em có hai bạn à. Một bạn bạn nghỉ, bạn đi khám bệnh. Là còn có một bé đang chốt đơn với lại bé kia đóng đơn. Con này xinh yêu, màu lạ nữa. Con này em bán 1,6 triệu. Chanel mà form nhỏ này. Không thì đi chị lên lại đi. Con nó 1,450 á, bạn nào lấy thì chốt cho em mã 1,450 giùm em với. Cốt của nó nằm ở đây luôn mấy chị yêu ơi. Hôm nay có một bạn đóng đơn chắc không kịp rồi. 1,6 triệu của chị Giang Nguyễn là con màu đỏ hả? À con này. 1,6 triệu chị Giang Nguyễn là con này đúng không? À chị Lai vậy nó con này 1,6 triệu đúng không? Trời ơi nó cưng mà nó đẹp nè. Dạ bỏ chị Khánh với một người sau hết rồi. Cưng hay. Lâu lâu có một con nè.
cưng nhỏ mà tỷ sáng cấp trả đây chị. Một chiều sớm của chị Giang. À con này là của em xem Mỹ Phương Vòng sao rồi? MCM Made in Italia. Trời ơi, đang lo đến mùa mưa mấy shipper đi lấy hàng sao đây. Chỗ em mà là mùa một năm có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mưa miết à. Mấy chị nào ở Tây Nguyên thì biết mà. Xách tay đeo chéo MCM. Da thật luôn. Size này size mini 19-20 thôi. 1480. Mãi 1480 luôn giùm em. Vừa lấy hàng xong đi rồi mưa rồi. Của chị Trinh Ogino. Cọc một chuyển khoản giúp em đi đơn được không ạ? Báo lại giùm em liền nha. À rồi rồi. Chị Huy Trinh sao rồi em dự bị. Con này em bán là siêu phẩm luôn rồi mấy chị. Con này em bán 1.700.000. Màu đen chị lấy hả? Có. Ok vậy cứ có màu đen là em bỏ qua. À nhỏ như vậy á hả? Nhỏ vậy hình như có màu đen á. Chị Trinh gì đó ok không chị? 1480 chị ơi, chị chuyển khoản luôn giùm em với ạ. Chị vào inbox giùm em. Chị inbox giùm em ạ. Con này 1.700.000 cho mấy chị ơi. Ceiling foam hộp. Đợt này về được mấy con ceiling là quá xuất sắc luôn á mấy chị nhìn nè. Da nè. Ok rồi, chị biết rồi, chị biết rồi. Nè phụ kiện nè. Trời ơi, con này đẹp lắm luôn. Phụ kiện nó vàng nó mới nè chị. Ceiling foam hộp nè. Em đi châu sao rồi? Là chị à. Hồng Quý thì mai chốt bài này đúng không? Ôi, em đi châu bị chậm chân rồi gái ơi. Bình thường không có màu này đâu. Ý là nó cũng không được ngon lành như này đâu. Nó hơi này nọ chút, còn con này đang về đẹp luôn nè. Đầm tay lắm luôn. 1450 này em đi châu có lấy không? Thì bán lại chị nè. Ok mọi người, em hết con đó rồi. Ceiling kẹp nách. Con này em bán 2.200.000 ạ. Bản này là bản vừa form dáng kiểu cách đẹp nữa nè. Mà chất da đẹp. Nó là bản da mộc. Phố lại đây. Phụ kiện nè. 1.700.000 em hết rồi. Con nó có một con à. Hai triệu hai của chị Bạch Thanh Ngân. Cọc một chuyển khoản giúp em đi đâu được không chị ơi? Bản này bản gia công tại Ý luôn nha mấy chị yêu ơi. Made in Italia luôn. Lót lít đang sạch sẽ, đường viền còn đẹp luôn nè. Ok em. Đây, Made in Italia đây. Bách Thanh Ngân ở đơn cũ đã chưa rep tin nhắn. Bách Thanh Ngân ơi, mình mua hàng bên em có một lần rồi mà. Ok ok, chào chào cha. Không được rồi. Đơn trước chưa chuyển khoản cọc em phải xả hàng ra rồi. Nè. Bữa chị mua em cái túi 400+ á. Bây giờ đơn này mình phải chuyển khoản luôn cho em đi ạ. Được thì em chốt đơn nha. Không để chị phương phan. Mới cọc cái kia luôn á chị ơi. Mình một lần mình không có trả hàng lấy đơn rồi. Lấy đơn là giờ được có thì mọi người cho em luôn. Ok. Ok nha. Bây giờ chuyển luôn á chị ơi. Mấy chị thông cảm, tại một lần không lấy hàng rồi là nó hơi khó cho bên em. Đúng rồi em, con đó này chị. Con nó này ba chị đi tiệc được luôn á. Cái gì mà hàng da đồ lộn xộn với lại hàng hiệu của tôi đây. 320 à? Xin em giúp cá. Ok. Xem túi trắng kể. Đợi xíu em lấy tiền đi trả hàng rồi mọi người. Ok ok. Còn có xíu mà em lấy.
Rồi em cảm ơn chị. Trời ơi, ceiling nè. Trời ơi, ceiling phối màu đẹp quá mấy chị ơi. Màu kem nâu ạ. Màu kem nâu nè, form sang không mấy chị. Cái này mọi người có thể là hai kiểu. Mọi người vừa có thể là để ra như thế này nè. Đây gọi là ceiling cười à. Dạ rồi, ok chị, lát em xuống em trả lời nha. Qua của nó là màu nâu như thế này. Màu phố này mấy chị tay không ạ. Đít của nó là đồng luôn nè. Còn màu không thích á, mình nhét vào đây. Mình làm cái form nó gọn lại như thế này. Đó. Nó có khóa kéo miệng luôn nha mọi người. Khóa của nó là khóa đồng như thế này luôn nè. Lót da toàn bộ luôn ạ. Con này là form cầm tay nha. Hàng này nó sẽ không có cái dây đeo chéo đâu nha mấy chị ơi. Để em xem được có gì để em báo mọi người không. Lót liếc mọi thứ rồi ra còn rất là ok luôn. Made in Italia, dòng chữ dập luôn ở trên này. Mà size nano thôi là size nhỏ hả? Trời, em không biết tiếng Anh luôn. Ồ, em cũng thích ceiling lắm. Ăn xong, uống xong rồi nhậu, ăn xong rồi nhậu. Làm xong rồi nhậu. Size 36 ạ. Đít của nó là 27. K của nó 30. Con này em bán cho mọi người 1.6 luôn ạ. Mã 1.6. 1.600k. Con này tôi có mấy màu á, mấy màu phối đẹp đó. Em cũng thích con này. 1.6, mã 1.600k. Màu phối đẹp ghê luôn. Trời ơi, để da lộn xộn với hiệu. Xin phép cho bán một con da nhé. Hả? Mi. Ờ, mi thiệt luôn á chứ mi. Ta tưởng cho Tristan Dior, ai ngờ từ Tristan Dano hàng của Pháp này. Nè, trời ơi siêu cưng. Một tay của em. Vừa xách tay còn vừa đeo chéo được đúng không mọi người. Màu này Tristan Dano là hàng của Ý đúng không ạ. Em bán được cho mọi người 350.000 nhé, mã 350. Nè, em có màu phối nữa nè, đẹp không mấy chị. Màu phối rất là tây luôn. Chị Thư đến bản hàng da đẹp nè. Tụi em đang mưa. Trời ơi, đâu rồi. 350 của chị Kim Thu Huỳnh, khách mới khách cũ ạ. Đó, đó, bản da. Chu cha ơi. 350. Chị khoảng mới đi hàng á chị Kim Thu Huỳnh ơi. Không nghe đâu, nó nhỏ quá. Ok chuyển khoản. Phụ kiện này mấy chị. Ok chuyển khoản kìa. Trời ơi, đó chưa có vệt đen đen chấm chấm đó. Lá hơi bị kỹ luôn. Hết rồi, khách mới vậy rồi ok. 350 hết rồi. Nè, nó sẽ có một cái đường viền nè. Bị nè. Con này đẹp quá. Màu đẹp, size này có 20 thôi. Em bán cái này là 1.350 thôi nha. Mã 1.350. Xe ngang 20 ạ, cao của nó là 15. Chắc là mưa to quá mấy chị ơi, mưa mà to quá là em xuống quá, tối mới like. Chị Kim Ngô lấy con này nè. Thấy Kim Ngô. Da nè, phê chưa. 350 mình hết rồi. Lo lọt, lọt vô con da vậy đó. Gucci, cốt của nó hai hàng. Em tính là chị có like hiệu không thôi. Mà ăn ghệ em nó không biết. Ok em đi Châu. Ghệ em nó độn lộn hết luôn. Nói chung là nó cứ thế nó độn thôi. Phương, chị Phương Phan sau rồi. Màu đây là gọi là màu hồng rút em. Ôi anh đít cơ anh đít. Vâng. Mưa to không nghe à. Ơi. Mưa to quá mấy chị. Chắc anh like con này nữa xuống nha. Em độn form rồi này nọ cho buổi tối like cho nó xuống. Trời ơi. Màu xám. Ok. Con này bị lệch lệch hả ta? À không phải lệch. Ôi mà lệch nè, hình như lệch phải không? Không phải lệch, trời ơi cái này của nó là tháo ra được à. Tôi nhìn thấy chữ quá eo lệch phải không mọi người?
À không phải, chữ của nó như vậy luôn. Phải lệch không? Vâng. Cái form nó lệch. Trời ơi, cái form nó đang đụng bị lệch qua mấy bằng bên này. Túi nhỏ trên ghế không? À trời ơi, cái túi của em. Cóc bằng bên hả? Ăn rồi. Đòi túi của em biết thôi. Con của em chị ơi, Saint-Laurent Paris, cốt kit đầy đủ nằm ở bên trong này luôn, mã 1,7 triệu. Size chuẩn 22-23. Vì tương lai buổi tối thì chắc là xuống live á, vì không địch lại với tiếng mưa đâu, đau họng lắm. Nói vậy thôi cho mấy chị cổ họng đau rất là chậm rồi. Chất da nè, da là hơi bị rần rần luôn á, da đẹp luôn á. 20 à? Dạ có khi co, em cũng đang không biết nữa. Tại hàng đang nhiều dưới đất quá, mà nó đang để lung tung em chưa biết được nên em phải. Nè, nó có tát không? Mưa nó có tạt vào trong túi không vậy? Yến coi thử túi nó có tạt, mưa có tạt túi không? Nhân quyết kéo vào rồi phải không? Bạn đeo vai ạ. 1,7 triệu. Ok, chị chéo dài. À, chéo nhỏ. Tầm này hàng si ít chéo nhỏ cực kỳ luôn mọi người ơi. Chéo nhỏ da thật rất là ít. Tôi coi hình được. Không, xấu mà không buồn nói luôn. Hermès 1,8 triệu. Hermès này size mini nè. Chu cha. Từ từ, coi thử có ổ mà không biết có gì không nha. Hermès Paris made in France. Like dài à? Hẹn mọi người qua tuần em like tuần dài nha, tuần phụ kiện nha. Ok của chị Giang, trời ơi. Cái này là lần đầu tiên có size mini nè. Mấy bữa đó là size 25. Bữa nay nó có size 17, 18 thôi. Thơm quá chị Giang. Sạch sẽ mới. Mới đét đèn đẹp luôn. Màu sang. Màu sang luôn. Màu sang là màn sau. Ai có. Ý, ba lô mọc quá hả? Trời ơi. Hôm bữa tao có thấy chốt ba lô mọc đâu. Hên quá. Ai có thích đeo chéo gu xì không? Hàng mộc á. Đồng hồ có thì nàng. Đồng hồ mà giờ mấy chị chơi được đồng hồ cơ thì em mới bán. Ý là lười á. Để tối nay ta nhìn hàng hai anh em mày làm tao bực mình quá. Xe ngang 40. Ok ok. Ca của nó là 33. Đây là một con chéo mà được lát được của Nam này. Em bán 1,5 triệu. Độ mới siêu cao luôn mấy chị, nó có độ bóng da luôn. Hàng nè. Dòng của xì cổ. Cốt hai hàng. Bản da hết luôn. Có khóa kéo miệng. Cú xì Nam ạ. Ok em biết rồi chị Huỳnh Nhung. 1,5 triệu của tổng kho túi xì. Trời ơi. Cái con này hơi bị phê luôn á. Đây là bản lớn nhất luôn. Mấy dòng dòng cổ mấy chị. Mấy anh đẹp trai luôn. Qua tuần luôn, mắt kính, thắt, lưng, giày. Qua tuần hết. Ba cho một tuần hết. Gọi là tuần phụ kiện. Còn tuần này em sẽ lấy nguyên túi nha. Trời ơi, em đang 4 thùng hiệu game mà chưa khui ra nữa, lười quá. Trời ơi, như chưa xài luôn vậy trời. Đẹp dày chứ đẹp sao nữa. Fendi bản limited. Coi thử có dây không nha. À, bấm theo dõi em đi. Tuy nhiên em đẹp quá hả. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Chú
chu cha. Có thắt lưng, có 50 thắt lưng hiệu à. Nhưng mà như thắt lưng nó cũng nam hay sao, thấy to. Đẹp dữ trừ luôn á. Rồi ôi, nó không có gì đeo chéo đâu nha. Hàng sida nó có vậy đó mọi người. Nó sẽ về, nó đẹp như vậy nó bị không bị co dây. Có nghĩa là người ta đã xài rồi, người ta làm rớt cái dây rồi, người ta về nó chỉ còn vậy thôi. Trời ơi mấy chị, mà thiệt sự luôn, như vậy là quá mới rồi đó mấy chị ơi. Con đứng được luôn nè, chất da đẹp lắm luôn, đẹp lắm ạ. Con này em tự tin đẹp, size 35 thôi quý vị. Con này mọi người chốt giúp em mã 1.8.000 ạ, mã 1.8.000. Cái này á mọi người thấy không, mọi người cho em một cái sợi xích dây bạc nữa là ok, mình không có dây thì giờ chị thôi. 1.8.000 mã 1.8.000. Em về thắt lưng có được 50 thắt lưng hiệu, với lại là 60 sợi thắt lưng da, mà da mộc mà kiểu phụ nữ rồi á. Nó lạc cái thùng hàng nó đâu, bữa giờ nó lại nó về chung với cái hàng ở ngoài sân của em rồi mà. Hoài bữa giờ chưa thấy luôn. Giờ vào xem đây à. Úi giời ơi bà đó mà các bác không chốt à. Em lên cho mọi người một dòng ba lô. Con này là dòng ba lô mà giống như là gọi là vải dạ của dòng trần hồi. Phụ kiện nó sẽ mới thế này đây. Cái ba lô này nha mọi người, xài rất là tiện, tại vì cái da của nó đẹp. À cái vải chứ nhầm, là cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình để nó không bị gãy form. Hàng lót vải luôn. Con này em bán cho mọi người 1.500.000 nha. Ba lô Chanel không lỗi lầm gì hết, Chanel made in France. Cốt tem 1.500.000. Chân em mà có chỗ đâu mà chân. Các bạn là một chiều hàng khi ta thấy độn nhanh. Em phải dọn cái dàn cá sấu lại cho chị chứ. Cái nào mà cũ rồi bỏ ra, rồi sao để. Ba lô 1.500.000 ạ. Chốt giúp em mã 1.500.000 luôn giùm em. Tất cả những cái chỗ phối đen của nó là bằng da thật hết nha. Ok, và tổng kho túi si bằng da thật hết á. Con 2.200.000 là hồi nãy có người chốt rồi đúng không? 1.300.000 luôn hả? Rẻ dữ bay. Em bán 2.300.000, không chốt thì em để lại nè. Trời ơi bạn, gọi là Chanel. Ừ. Nè hàng nè, con này hơi bị độc luôn á. Trời ơi, lót là lót chuẩn hãng luôn á. Hello chị. Ừ con. Mọi người, cốt của nó ra màu vàng luôn nha, bị xài ngà vàng luôn rồi. Có khóa kéo miệng luôn ấy. Hello chị Linh Đoàn. Ơi chị Linh Đoàn, bữa nay có mấy con hơi mẹ đẹp lắm. Size lớn, 3 được vừa A4. Ăn kho tôi xin. Tầm này mà tìm mà cứ mấy con nào mà chuẩn cổ nó hơi ít. Cho mấy cái vàng cá sấu này mình về dinh bước đi. Để sau lan da rồi chân lên. Gờ. Ok. Con Chanel khách chốt rồi. Con Chanel 2.300.000 khách chốt rồi. Celine Paris màu xám ạ. Da căng đét càng đẹp luôn. Đấy, phụ kiện của nó là màu đẹp luôn nha mọi người. Sắp tay đeo chéo nhỏ. Hình như con này là chị dế chị xe cao trần nghị thích hả không? Xe ngang có 20 à. Miệng của nó là 25. Màu tay cho mấy chị ơi. Vừa có sắp tay vừa đeo chéo. Em bán 1.700.000 nha. Có khóa kéo miệng luôn. Celine made in Italia. Có một cái code nào ở bên trong. Chị chưa nghe giá à? Em nói nhanh đó mà em kêu bán 2.300.000 đó. Ai chốt thì chốt. Em nói mất tiêu rồi. Giật mình cái hụt à. 1.700.000 à. Không độn form luôn mấy chị yêu. Phụ kiện đẹp luôn ạ. À. Ok của chị Jessica đang cần. Ủa là chị nói cái tên con này là cái tên con gì đó. Ý là tên tiếng Anh của nó là cái gì đó hả? Hồi nãy thấy ghi đó mà không biết. Rồi, mình có duyên đến với nhau rồi. Rồi, đây nè.
mình có viên nano. Ồ ồ ồ, một con Chanel chuẩn cổ nữa. Qua hàng của nó đây. À nano, dạ rồi. Còn cái sách tay, nhưng mà em nói này mấy chị, phụ kiện hàng của nó xài rồi á, nó sẽ có xuống màu phụ kiện à. Em không bao cho mọi người được mới tin tầm mình ạ. Nhưng mà chỗ đây thì đẹp, mới. Nano, nano, ok, ok. Da đã lắm. Chúng xịn sò. Cái bảng đẹp này em bán cho mọi người nha. Em bán cái phụ kiện của nó nè. Đây đang không độ form nè. Form dáng nó vẫn còn đẹp luôn á. Phụ kiện thì một tí nè mọi người thấy không? Kiểu là nó bị xuống màu, chứ nó không thể nào vàng khè được như mới. Nhưng mà tông màu vàng của con này đang còn khá là ok. Em bán với giá của nó là 1.580.000. Mã 1580. Chị 3 giờ hơn mới like lận. 1.580.000. Like 5 rưỡi nghỉ nha. Mã 1580 luôn các em. Của tổng kho túi xe trước rồi Hồng Nguyễn Thị Mai sau, chị Vương Thúy sau. Rồi em có một bản Chanel cổ nè. Cháu này cháu 4. Trời ơi, lót da lòng đen hết toàn bộ luôn. Chị nha, chị bị sâu rồi, hàng chậm. Thiệt luôn á. Ông chồng tao, tao về tao xử thiệt. Nghĩ sao mà đụng báo cho nó móc mấy cái form túi vậy đó. Đưa chị đưa vào đây. Tụi em thấy không, độn mà độn, tụi em độn báo nó không gì nó căng ra được cái form á. Kiểu như kho nó gửi từ bên đó về, nó đâu có bỏ độn form cho mình nổi. Mình nó độn báo thì mình phải lấy ra chứ. Ừ, anh chồng chị đó. Chị nha, có nói không? Anh chồng chị đó. Anh chồng. Mọi người, tại vì kho mà nó đụng, nó đụng mà để giữ hàng, nó đụng báo chứ nó không có đụng bao. Đó, nó, tại vì đụng từ bên đó nó về đây, nó đâu có để đủ bao cho mình mới đẩy vào trong này đâu. Đó. Mình đụng một phát nó về form liền. Đây là để báo luôn, người ta đã đụng báo rồi, không tháo ra. Cho cái da nó đã. Nè. Nè. Con này lót bằng da màu đen luôn nha mọi người nhé. Cháu này cháu 4. Size chuẩn 30 ấy. K20. Góc hàng còn đẹp luôn ạ. Có chỗ đây của nó mọi người nè, màu đen. Mọi người thấy da nó hơi sần sần ở đây không? Nó không bị sần đâu, nhưng mà nó là màu nó bị xuống màu hơn so với những cái chỗ kia thôi, nhưng nó vẫn là màu đen nhé. Ồ, 1.600.000 đấy ạ. Mã 1.600.000. Classic 1.600.000. Tui tui trắng này em bán 1.950.000. Con này á, các bác chốt rồi. Trên đây dòng cổ này. Màu trắng đục, hơi bị sạch sẽ luôn á. 1.600.000 Nguyễn Nhật Ánh. Khách mới cọc và chuyển khoản giúp em đi à. Điện hiền bà này. 1.600.000 Nè, hàng của bên đây là bên trong nó như vậy nè. Con này 1.950.000 á. 1.600.000 Nguyễn Nhật Ánh chuyển khoản được giúp em không ạ? Dựa vợ cho anh tổng con túi C nha. Classic xem. Đây. Chanel đây nè. 1.950.000 nè. Hello Thanh. Cái ghệ con lót ở bên trong nè. À. Cũng biết. Cốt của nó nằm ở trong này thôi. Ừ, em chốt bên đó luôn. Tôi nhận hàng rồi hả? Dày mang vừa không? Ồ, chụp chốt một nít đi. Nhìn nè mọi người, màu trắng đục nè. Sạch sẽ luôn. Form đẹp 1.950.000. Túi giày đẹp xuất sắc nữa này. Thiệt luôn á. Hai anh bay bà làm tao xấu hổ quá. Trời, cái túi nó móc này, da nó rồi nè. Gửi hàng tới chưa à? Rồi. Để về lâu rồi đó. Hàng á, trong thùng quá mọi người, đang khui nè. Trời ơi. Động đâu cái gì. Ruột gan phèo phổi lồng lộn.
Tôi đang kê tới 1 tiếng. Ok. Hai anh em thấy ngồi nói khí thế luôn. Rồi cho lên cái túi màu tím này luôn nè. Siêu phẩm túi Fendi. Em bán cái này cho mọi người 1.800.000. Da là bị chật. Hình như cái dòng ba lê cái làm bị phong nhỏ hay sao á. Nên cũng có một cách bán là hơi chật. Ủa nó bị móc á. Phụ kiện nhà đẹp chưa quý vị? Ok. Lót lòng da toàn bộ luôn. Con Fendi này xuất sắc luôn nha. Màu tím. Độ mới cao nữa. Đây cốt tác hàng hiệu của nó luôn rồi trọng ạ. Từ mông tới má nè. Phụ kiện vàng khè luôn. Dây xích vàng luôn. Con này em không đụng phô mấy chị. Đó 1.800.000 nha. Đây là Chanel Cartoon. Mà bản của nó là bản ngọc trai á. Hân Hân xót xích sai địa chỉ kìa. Yến ơi chết liền Yến ơi. Hân Hân nói là xót xích sai địa chỉ nè. Ok chị dưới trên em nói bao đẹp con này ạ. À. Ở ngoài màu tím đẹp hơn nữa. Ai làm đơn Hân Hân kìa. Chị Tuyết Nguyễn sao. Cốt ạ. À. Cartoon sai bao vừa tất cả các dòng điện thoại. Hello à mẹ. 1.600.000 bảo 1.600.000 luôn. Ô cái này sai đây chéo dễ thương quá mấy chị. 1.600.000 BVL Gary. Còn cái đây chéo nguyên bản luôn. Nhưng mà nó này, cái đường này của nó mọi người, mọi người thấy không? Nó sẽ có những cái vết dăm 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 trên da. Còn em bán 1.500.000 à, mã 1.500.000. Code nằm ở trong này luôn. Ở dưới không đáng kể nha. Quan trọng form dáng nó còn đẹp như thế này nè. 1.500.000. Bạn nào gửi sai vậy? Gửi sai địa chỉ của khách kìa. Bây giờ hỏi khách nhận chưa? Chuyển địa chỉ đi. 1.500.000. Em mê bà này lắm luôn. Nhìn hàng giùm em ạ. À. Trời ơi, da của nó căng đét đèn đẹp vậy luôn. Phụ kiện của nó là bằng đồng Pepsi. Con này là bầu đồng. Nè. Mọi người, ở chỗ đây nè. Em vừa có thấy ở đâu rồi ta. Ủa giờ không thấy nữa trời. À đây. Hơi bị đậm màu hơn một chút nè. Trời ơi, mà nhìn cái túi nè. Đẹp xuất sắc luôn á. Không nhận con da đẹp chỗ đây nè. Em bán con này cho mọi người với giá của nó là 1.400.000 thôi. Mã 1.400.000. Size 25. Bo này bo đỏ rất là hiếm nha. Chấu hoa xấu luôn. Các bạn cái túi này là để em xuống mấy chị. Mưa to quá. Chỗ em đang mưa to lắm. Lát tối em la luôn. Soạn hàng ra. Chứ vừa bỏ trong thùng ra có nhiều túi đang còn móc mít rồi chưa có lau chùi luôn. Bao xài nha. Những cái vấn đề em chỉ thôi. Rất là rất đặc luôn á. Bo bo màu đỏ nha. 1.400.000. Mã 1.400.000 giúp em ạ. À. Một triệu tám cái đó là hết rồi. Chị Tiết Nguyễn chứ. Chào chị. Tố Lai chứ. Đưa cái túi của kia của Kim Ngôi chị màu xanh đó chị đưa cho Kim Ngôi chị coi luôn. Chị chẳng biết có dây không đâu nhưng mà chị nghĩ là em chế dây được mà. Tố Lai chứ. Đó, màu xanh ở trên thùng. Tố Lai. Có đây ra.
ý là nó không có sẵn á chị ơi, em tìm chưa ra đâu. Con không có gì đeo chéo đây em ơi, khóa kéo hư à, không gài được à. Con sân quay cam ok chị, không có dây leo chéo đâu em, cái này mình có sức thì mình bỏ vô vậy chị. 1.400.000 bà này đẹp nè, tối nha chị nè, còn chắc phải không biết tối nó lai kịp không luôn á, mà tối nó lai nhanh thôi. Giờ đang lười lỡ cỡ giờ quá, giờ này giờ tan ca của mọi người rồi, lai mà lai lên nhiều nó bị nát hàng, kiểu nó bị rớt hàng nhiều nó bị nát. Fendi bạn này bạn limited đó chị, nãy khách nói 1.300.000 đó, nó không có dây đeo chéo đâu. Để đi không chị? Để đi đi họ đấy. Size của nó là 32-33, cao của nó 25-26. Con này em bán cho mọi người với giá của nó là 1.700.000. Ok. Màu xanh em ơi, màu như màu chụp hình đó. Con đen cạnh bo đỏ là con da bình thường thôi. Size bằng mấy con của em đang xài á, nó có một size chứ mày. Size 30 hay sao á. Hàng ở trong lót cực kỳ mới luôn, phong hộp đứng luôn. Con này con da 420.000, bạn này bạn đi tiệc được luôn. Size bạn, cùng một size của em đang xài. Ok rồi chị Linh Đoàn. Con này là đẹp. Bởi sao chị biểu em là có cái hàng này nữa, không có đâu nha. Ví dụ như hơ mẹ thì nó còn hay về, hơ mẹ nó đủ màu, chứ còn cái con này lần đầu tiên em có luôn á. 4.2 là đây gì nè chị Vương Thúy. Cái này là mọi người soi gương luôn giùm em nha. Chỗ hàng da được này về đẹp cực kỳ hả. Cái này nè, hàng da được này về nó đẹp mà đẹp dã man luôn. 2-3 ngày nữa like. Sạch sẽ nữa chứ. Bốn chấm hai của chị Vương Thúy rồi. Cái dây này mình bỏ vào trong được luôn nè. Áo mưa to quá, đau họng. Chị gửi gấp cho chị ấy kìa. Mai chị đi du lịch. Số chị đi du lịch bữa nay thứ mấy? Thứ hai à. Chiếu dài là gửi kịp á. Lóc vải sạch sẽ luôn. Mới lắm nha. Mấy hàng này hàng dòng lô da VIP ấy. Pocket mini nè. À, tối nay là 8 giờ đúng nha mọi người nhé. Có thể sớm hơn tại vì tối nay có hai bé phụ em luôn. Hôm nay em đang hơi bị thiếu nhân viên. Tại vì có một bé nghỉ đó, nên là mà đơn hôm qua nhiều. Bị dồn lại cái là làm không kịp. Nên là like trễ rồi mà không có ai làm hàng hết. Pocket mini. Con này nè, đúng dòng da cổ luôn, 1.200.000. Size mini nhỏ nhất luôn rồi. Chị mới vô hả? Độn người độn báo không vậy? Hư hết con túi luôn. Anh nó độn mà ở thì mấy con anh độn đó, em bóc lên vài con báo. 150.000 à? 1.100.000 à, mã 1.100.000 luôn giùm em. Code này. Tối đi chị ơi, giờ em xuống rồi. Giờ em xuống. Em xuống rồi, tại giờ con cũng về rồi. Rồi bye bye mọi người nha. Tối bấm theo dõi đi ạ, xíu tối em like nha.